Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 261, một mũi tên chúng hai đích. Khương Vi Nhan đứng bật dậy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng họp. Cháu không đồng ý, ông nội, cháu sẽ không bàn chuyện hợp tác với anh ta đâu. Khương Vi Nhan tỏ rõ thái độ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Sắc mặt của người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao của công ty lúc này đều rất khó coi tên Đỗ Hạo Hiên này lại có hứng thú với Khương Vi Nhan, bọn họ vẫn còn nhớ chuyện ở Sơn Trang Bạch Mã ngày hôm đó. Tuy nhiên, Khương Thái Sương lập tức xa sầm mặt mày, quát lớn cô ngồi xuống cho tôi. Công ty đang họp, đến lượt cô chen mồm vào đấy à. Cô không đồng ý, cô không đồng ý thì được à. Đây là hợp đồng dự án 100 triệu đấy. Hơn nữa còn hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, đối với công ty nhà họ Khương chúng ta, đây là cơ hội nghìn năm có một hợp đồng mà người khác nằm mơ cũng không có được bây giờ nằm trong tay chúng ta rồi chẳng lẽ chúng ta lại không cần sao chuyện này tôi đã quyết định rồi hôm nay cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tổng giám đốc đỗ bàn chuyện hợp tác nhớ kỹ tổng giám đốc đỗ bảo cô làm gì thì cô đều phải làm theo không được làm phật ý của cậu ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ấy biết chưa ông cụ khương ra lệnh khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng Lời của ông cụ Khương chính là án tử cho Khương Vi Nhan. Nét mặt Khương Vi Nhan ấm ức vô cùng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô không thể nghĩ được rằng, ông nội của mình lại vì một hợp đồng 100 triệu mà đưa cháu gái ruột của mình lên giường một tên đàn ông. Mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên hiểu được ý tứ trong điều kiện kèm theo của Đỗ Hạo Hiên. Không phải là bảo Khương Vi Nhan ngủ với hắn sao? Thấy ông cụ Khương đã nói như vậy, những người khác của nhà họ Khương cũng phụ hỏa theo, Khương Vi Nhan. Đây là cơ hội ngàn năm có một, được ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Đỗ, cuộc đời cô sau này nhất định sẽ thăng hoa. Hợp tác 100 triệu đó, Khương Vi Nhan, cô không được xem nhẹ đâu đấy. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Đỗ có gì không tốt chứ? Tốt hơn so với cái tên ăn bám lười biếng tiêu chính văn kia nhiều. Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này cứ quyết như vậy đi, Khương Vi Nhan, cô lập tức đi cùng với tổng giám đốc đỗ để bàn chuyện hợp đồng đi. Khương Mỹ Nhiên đứng trong đám đông, mặc dù trong lòng rất ghen tị và đố kỵ vì Khương Vi Nhan được Đỗ Hạo Hiên nhìn chúng. Tuy nhiên, trong lòng cô ta cũng rất mong Khương Vi Nhan lập tức đi bàn hợp đồng với Đỗ Hạo Hiên, như vậy chẳng khác nào cô đang bán thân mình cả, sau này ở nhà họ Khương, cô sẽ không thể ngóc đầu lên được. Em gái Vi Nhan à, chị nói này, cơ hội lớn đang bày ra trước mắt em rồi đấy. Tổng giám đốc đỗ vừa trẻ tuổi vừa giỏi giang như vậy, em nhất định phải trân trọng đấy nhé. Nói không chừng, em khiến cho tổng giám đốc đỗ vui rồi, biết đâu có thể trở thành bà chủ của nhà họ đỗ thì sao. Khương Mỹ Nghiên đứng dậy, đi tới trước mặt Khương Vi Nhan, cười diễu cợt ấn vào bờ vai đang run rẩy của cô. Người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao trong công ty cũng gật đầu lia lịa. Ngay cả từ phân cũng cười hi hi thuyết phục Vi Nhan, còn đừng hồ đồ nữa, cậu Đỗ đây là tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị mới được, cũng là đại thiếu gia, mặc dù còn kém xa so với anh Bạch, nhưng mà người đàn ông như thế này thật sự rất tốt đấy. Tốt hơn nhiều so với tên vô dụng tiêu chính văn kia. Hôm nay còn phải nhân cơ hội, nắm chắc trái tim của tổng giám đốc Đỗ, ngày mai con sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Đỗ rồi. Càng nói từ phân càng phấn khích. Khương Vi Nhan vừa ấm ức vừa xấu hổ. Nhìn khuôn mặt của những người này, kẻ nào kẻ nấy cũng nóng lòng muốn lột sạch quần áo của cô dâng tới trước mặt Đỗ Hạo Hiên. Đây là họ hàng đấy, là người thân đấy. Khương Vi Nhan lau nước mắt, ấm ức nhìn Khương Thái Sương, hỏi ông nội, ông thật sự muốn cháu đi cùng Tổng Giám Đốc Đỗ sao? Ông thật sự muốn đẩy Khương Vi Nhan vào chỗ chết sao? Sắc mặt Khương Thái Sương trùng xuống, sau đó hử lạnh một tiếng Khương Vi Nhan. Nhà họ Khương nuôi dưỡng cô hơn 20 năm, đã đến lúc cô báo ơn rồi. Nếu như hôm nay cô không đồng ý, vậy chỉ tôi sẽ đuổi cả gia đình cô ra khỏi nhà họ Khương. Ngoài ra, tôi còn thông báo với toàn bộ tu hà, ngăn chặn gia đình ba người các người, để mấy người không còn đường sống tiếp ở cái đất tu hà này. Thái độ kiên quyết, không có chút ý định thương lượng nào. Tàn nhẫn, đây là lời một người ông nội nói. Khương Vi nhà nước mắt lưng tròng, vô cùng ấm ức và đau khổ, lúc này chỉ đành bất lực lau nước mắt trên mặt, nói, được. Cháu đi, cầu xin ông nội đừng đuổi gia đình cháu ra ngoài, không còn cách nào khác. Nếu bọn họ bị đuổi ra ngoài, còn bị chặn đường sống thì bọn họ thật sự không còn chỗ nào để đi. Đỗ Hạo Hiên ngồi ở đó, nhìn Khương Vi Nhan vừa đồng ý, trên mặt hiện lên nụ cười dâm đáng. Khương Vi Nhan này đúng là rất đẹp, đặc biệt là lúc khóc dáng vẻ như bông hoa lê gặp gió khiến cho Đỗ Hạo Hiên cảm thấy xót xa, cũng cảm thấy nhà họ Khương làm như vậy thật quá quát. Nếu đã như vậy thì tiểu thư Khương, tối nay đúng 8 giờ tối đến phòng 1808 khách sạn Hilton, đây là món quà đặc biệt mà tôi mang đến cho cô, cô nhất định phải mặc đấy nhé. Đỗ Hạo Hiên mỉm cười, sau đó đứng dậy, bảo trợ lý mang một hộp quà tinh xảo đến cho Khương Vi Nhan, sau đó liền rời khỏi phòng họp. Người nhà họ Khương đều đi tiến. Khương Vi nhàn ấm ức và bất lực ngồi trong phòng họp, nước mắt rơi lã trã. Trong lúc này, cô không có bất kỳ ai để dựa vào. Nói với Tiêu Chính Văn. Nhưng mà, chuyện như này, cô cũng không biết nói với Tiêu Chính Văn như nào. Khóc một hồi lâu, Khương Vi nhan lau nước mắt, vẻ mặt cam chịu nhìn chiếc hộp quà màu đen tinh xảo mà Đỗ Hạo Hiên để lại. Cô từ từ mở ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Khương Vi nhan đỏ bừng mặt xấu hổ, tức giận đóng hộp lại. Trong hộp là một bộ đồ lót gen trong suốt và hai cái tai thỏ, xấu hổ. Nhục nhã. Tối nay, hắn muốn cô mặc cái này đi bàn chuyện hợp đồng. Thật quá quát. Khương Vi Nhan không dám nghĩ tiếp, cơ thể mảnh mai không khỏi run lên. Chấm chấm. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin nhắn Khương Vi Nhan sẽ không về ăn cơm tối, nói rằng cần đi bàn bạc một dự án với khách hàng. Tiêu Chính Văn nhanh chóng trả lời rằng sẽ đợi cô về, sau đó nằm dài trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ nên mua gì để xin lỗi Khương Vi Nhan. Túi, trang sức, hình như đều được. Đến 6 rưỡi tối, xe của Đỗ Tình Tuyết dừng lại trước căn nhà nhỏ. Tiêu Chính Văn đi ra ngoài, bước lên xe, sau đó nói: "Đi thôi." "Con gái anh thì sao?" Đỗ Tình Tuyết hỏi. Tiêu Chính Văn nói: "Tôi nhờ bạn trông giúp rồi." Đỗ Tình Tuyết gật đầu, bảo tài xế lái xe đến địa điểm hẹn gặp hôm nay, khách sạn Khải Duyệt. Lúc này, Khương Vi Nhan bất lực đi ra khỏi cửa công ty nhà họ Khương, lúc đi ra ngoài, cô còn kéo chiếc váy ngắn của mình, dường như có chỗ nào đó không thoải mái. Xe của Đỗ Hạo Hiên đã đợi sẵn ở cửa. Hai vệ sĩ mặc vest đen mở cửa xe, nói tiểu thư Khương, mời lên xe. Khương Vi Nhan quay đầu nhìn công ty nhà họ Khương, nước mắt lăn dài trên má, sau đó kho người bước vào trong xe và trên bàn làm việc của cô hộp quà màu đen đã được mở ra bên trong hoàn toàn trống rỗng gia đình ba người nhà khương văn kỳ đứng trong văn phòng phó chủ tịch qua cánh cửa kính nhìn thấy khương vi nhan bước lên xe bọn họ liền nở nụ cười chế nhạo khương mỹ nhiên khoanh tay trước ngực cười mỉa mai không ngờ rằng đỗ hạo hiên lại nhìn chúng con đàn bà chết tiệt đó vận may cũng khá đấy bố bố nói xem nếu chúng ta nói chuyện này cho tiêu chính văn thì sẽ như nào Khương Văn Kỳ nghe thấy vậy liền nhíu mày, sau đó lộ ra một nụ cười gian xảo ý hay đấy. Hay là như này, đợi Khương Vi Nhan trần chuồng phục vụ Đỗ Hạo Hiên, đúng lúc Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cửa, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đau lòng tuyệt vọng đến tột cùng, theo tính khí của anh ta, nói không chừng sẽ đánh cho Đỗ Hạo Hiên một trận như tử. Như vậy, Tiêu Chính Văn sẽ đắc tội với nhà họ Đỗ. Khương Vi Nhan cũng sẽ bị người dân tu hà đàm tiếu hắt hủi hay lắm con, một mũi tên chúng hai đích. Trong phòng làm việc, tiếng cười mỉa mai của hai bố con không ngừng vang lên. chương 262, ai cũng đừng hòng đi. Còn về phía tiêu chính văn, anh cùng đỗ tình tuyết đến khách sạn Khải Duyệt. Buổi tối hôm nay ở khách sạn Khải Duyệt, toàn bộ một tầng đã được bao chọn, có hơn chục vệ sĩ mặc vest đen đứng canh ở cửa và xung quanh. Khi đỗ tình tuyết và tiêu chính văn đi đến cửa, vệ sĩ mặc áo đen lạnh lùng nói, tiểu thư đỗ, xin cho chúng tôi kiểm tra vật dụng cá nhân. Đỗ tình tuyết cao mày, nhưng cô ta không nói gì, đưa túi sách cho bọn họ kiểm tra. Sau đó, đối phương cung kính đưa lại, nói tiểu thư đỗ, mời vào bên trong, thiếu gia tần đã đợi cô một lúc rồi. Đỗ tình tuyết bước vào trong, tiêu chính văn đi theo sau, nhưng lúc này anh đột nhiên bị vệ sĩ chặn lại. Đối phương lạnh lùng nói, xin lỗi thưa anh, thiếu gia tần của chúng tôi chỉ mời một mình tiểu thư đỗ thôi, mời anh ở bên ngoài chờ cho. Tiêu chính văn cao mày, anh nhìn về phía đỗ tình tuyết. Trong mắt đỗ tình tuyết lóe lên một tia nghi hoặc, nói anh ấy là vệ sĩ thân cận của tôi, không được phép cách tôi qua 2 mét. Vệ sĩ mặc đồ đen có chút khó xử, nói tiểu thư đỗ, đây là ý của thiếu gia tần nhà tôi, tôi không thể không nghe theo được. Nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ không vào. Đỗ tình viết tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, lập tức dắt tiêu chính văn rời đi. Vệ sĩ áo đen nhìn thấy vậy, lập tức nói vài câu vào bộ đàm, sau khi nhận được hồi âm, anh ta đuổi theo đỗ tình viết, nói tiểu thư đỗ, thật ngại quá, hai người có thể cùng vào. Đỗ tình viết lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người cùng tiêu chính văn đi vào trong khách sạn. Cả khách sạn này đều đã bị bao trọn rồi, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đứng chờ. Ở một bàn ăn dài trong khách sạn, ở khu vực vị trí gần cửa sổ kiểu Pháp. Trên bàn đã đặt sẵn bộ dao dĩa đắt tiền, còn có vài chai rượu Romani Conti chưa mở. Một thanh niên đẹp trai trong bộ vest màu xám, gương mặt được trang điểm bóng nhẫy, ngồi ở vị trí chính giữa, lúc này anh ta nhìn thấy Đỗ Tình Tuyết đi vào liền vội vàng đứng dậy, vươn tay ra, cười nói: "Tình Tuyết, em tới rồi." Đỗ Tình Tuyết chỉ bình thản gật đầu, đáp một tiếng không vươn tay ra bắt tay anh ta liền ngồi xuống thiếu gia tần cười ngượng ngùng đang định xoay người liền nhìn thấy tiêu chính văn đứng phía sau đỗ tình tuyết đột nhiên anh ta nhíu chặt mày nghi ngờ nói sao lại là anh lúc này tiêu chính văn cũng chú ý tới thiếu gia tần ở trước mặt cười nhạt hai tiếng nói thì ra là thiếu gia tần tiêu chính văn cũng không ngờ rằng thiếu gia Tần hôm nay lại chính là vị thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh Tần Hạo trong bữa tiệc đính hôn với Ninh Kỳ Nhi tối hôm đó. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Tần Hạo cười khẩy, liếc nhìn cách ăn mặc của Tiêu Chính Văn, lại nhìn Đỗ Tình Tuyết vừa ngồi xuống, châm chọc hỏi, Tình Tuyết, người này là vệ sĩ thân cận của em à? Lúc này, Đỗ Tình Tuyết cũng chớp đôi mắt to khó hiểu của mình, gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu chính văn là vệ sĩ thân cận mà gần đây tôi mới thuê, Sao thế, hai người quen nhau à? Quen, đương nhiên là quen chứ, chúng tôi còn là bạn rất tốt của nhau đấy. Tần Hạo cười khẩy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung dữ, vươn tay vỗ vai Tiêu Chính Văn, cố ý dùng lực mạnh thêm vài phần. Sau đó, hắn đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, thì thầm cảnh cáo vào tai anh, "Tiêu Chính Văn, hồi đó anh đã phá hỏng buổi tiệc đính hôn của tôi và Ninh Kỳ Nhi, còn ra tay đánh tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với anh đâu." không ngờ rằng hôm nay lại gặp anh ở đây, xem ra ông trời cũng khá chiếu cố tôi đấy. Hôm nay, nếu như anh biết điều thì đừng phá hỏng chuyển tốt của thiếu ra đây, nếu không thì, đây là tầng 6 đấy, anh sẽ chết một cách rất thảm. Nói xong, Tần Hạo cố ý nhìn Tiêu Chính Văn một cách ngạo mạn. Tiêu Chính Văn cau mày, sau đó nói, thiếu gia Tần, không cần phải uy hiếp tôi, tôi là vệ sĩ của Phó Tổng Giám Đốc Đỗ, tôi có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô ấy, vì vậy nếu như thiếu gia tần không muốn rước phiền phức không đáng có vào người thì tốt nhất đừng làm những việc không nên làm ha ha tần hạo gật đầu lạnh lùng nói xem ra anh đây là đang rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không tiêu chính văn cũng nhìn chằm chằm vào tần hạo tia lửa đột nhiên tóe ra giữa hai người tuy nhiên rất rõ ràng tần hạo không thể chống lại được sát khí và ánh mắt đáng sợ kinh người của tiêu chính văn thằng nhãi này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy được chứ? Tần Hạo hoảng sợ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó hắn đã giải tỏa được. Cho dù tiêu chính văn đánh đấm giỏi thì có sao chứ? Tối nay, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng rồi. Cho dù hôm nay ông trời có tới, cũng phải quỳ xuống. Tần Hạo lạnh lùng hư một tiếng, chỉnh lại bộ vest của mình, sau đó xoay người nở nụ cười tươi giói, nói với Đỗ Tình Tuyết, Tình Tuyết, anh không ngờ rằng em sẽ đến thật. Nào, chúng ta cùng cạn ly, đây là rượu vang mà anh đặc biệt mang từ Tân Cương về, nhất định em sẽ thích đấy. Bạc, trong lúc nói, Tần Hạo búng tay, một cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám xẻ tà đi tới, mang rượu vang lên, rót một chút cho Tần Hạo và Đỗ Tình Tuyết. Tần Hạo nâng ly, Đỗ Tình Tuyết nghĩ một lúc, cũng nâng ly lên, hai người cùng cùng ly. Sau đó, Đỗ Tình Tuyết trực tiếp nói thẳng, thiếu gia Tần, tôi tới đây là vì ý của bố tôi chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi tần hạo mỉm cười nói tình tuyết em vẫn như trước đây nhỉ lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu tối nay chúng ta không nói chuyện công việc đỗ tình tuyết cao mày hơi bất mãn nói không nói chuyện công việc tần hạo anh hẹn tôi ra đây chỉ để ăn cơm thôi à đúng lúc này đèn trên tầng đột nhiên tắt ngấm chỉ còn lại ánh đèn trên chiếc bàn hình chữ nhật sau đó nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đầy hoa hồng đỏ được kết thành hình trái tim, sáng lấp lánh như những ánh sao đi đến trước mặt đỗ tình tuyết. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương từ từ vang lên. Cảnh này khiến đỗ tình tuyết có chút sợ hãi. Lúc này, Tần Hảo đã đi tới trước mặt đỗ tình tuyết, quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn màu đỏ, sau đó mở chiếc hộp đó ra, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mười mấy carat hắn nói một cách rất chân thành tình tuyết gả cho anh đi anh thật lòng thích em anh tình nguyện dành cả đời này để chăm sóc và bảo vệ em các nhân viên xung quanh vẫn đang cầm những chiếc gậy phát sáng để cổ vũ lắc lư và ngâm nga theo giai điệu nhẹ nhàng đỗ tình tuyết kích động đứng bật dậy vẻ mặt không những không vui mà còn có chút tức giận nói tần hạo anh đang làm gì vậy tôi đã nói rồi tôi không thích anh anh phiền phức như vậy là muốn cầu hôn tôi sao tiêu chính văn chúng ta đi thôi nói xong đỗ tình tuyết lập tức xoay người muốn bỏ đi tần hạo đang quỳ một gối trên đất nụ cười trên mặt dần trở nên đông cứng anh ta không thể ngờ rằng đỗ tình tuyết lại không nể mặt mình như vậy mình dù sao cũng là thiếu gia nhà họ tần ở tỉnh tần hạo đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay đỗ tình tuyết đang định rời đi vội vàng hét lớn tình tuyết anh thật lòng thích em, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, bốp. Đỗ tình tuyết vung tay lên, tát vào mặt Tần Hảo, khiển trách Tần Hảo. Anh đừng nằm mơ nữa. Cái loại cậu chủ ăn chơi trác táng như anh cả đời đỗ tình tuyết tôi cũng sẽ không để mắt đến đâu. Sau đó, đỗ tình tuyết xoay người rời đi. Tần Hảo sướng sờ, hộp nhẫn trong tay anh ta bị bóp đến mức méo mó. Đột nhiên, hai mắt anh ta đỏ ngầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Đỗ tình tuyết, em không thích anh cũng không sao, anh thích em là đủ rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gạo nấu thành cơm. Hôm nay thiếu ra đây nhất định phải lên giường với em. Tần hạo cuồng loạn giống lên. Ngay lập tức, mười mấy vệ sĩ vạm vỡ mặt vest đen xông vào cửa, trực tiếp chặn lối ra vào của khách sạn. Trường 263, phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy cảnh này, đỗ tình tuyết cũng bị dọa cho khiếp sợ vội vàng tiến sát lại gần tiêu chính văn cô ta quay đầu sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tần hạo nói tần hạo anh định làm gì đỗ tình tuyết tôi là tiểu thư của tập đoàn đỗ thị đấy anh dám đối xử với tôi như này à bố tôi còn có nhà họ đỗ nữa nhất định sẽ không tha cho anh đâu tần hạo nở nụ cười gian ác lạnh lùng nhìn chằm chằm đỗ tình tuyết nói đỗ tình tuyết em nói ngớ ngẩn gì thế Bố em sẽ không tha cho anh sao? Em quên rằng bữa tối hôm nay là do bố em sắp xếp à? Là ông ấy đích thân mang em tới đây cho anh. Bố? Không, không thể nào. Anh nói bậy, bố tôi là người yêu thương tôi nhất, ông ấy sẽ không làm như vậy đâu. Đỗ Tình Tuyết có chút hoảng loạn, dường như không thể chịu nổi đả kích này. Tần Hạo cười khẩy, nói, "Đỗ Tình Tuyết, em thật sự cho rằng bố rất yêu thương em sao?" cũng có thể trước đây là như vậy nhưng bây giờ tập đoàn đỗ thị đã gặp phải rắc rối rồi bố em cần phải mượn sức lực của nhà họ tần anh để thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại vì vậy ông ấy chỉ đành giao đứa con gái yêu quý của mình cho nhà họ tần cho anh thôi đỗ tình tuyết em đừng có quá đáng gả cho tần hảo anh thì có gì không tốt chứ bao nhiêu cô gái mơ được lên giường của anh trở thành bà chủ của nhà họ tần anh mà không được đấy càng nói Tần Hạo càng kích động và hưng phấn. Đặc biệt khi đối mặt với cô gái có sức hút như Đỗ Tình Tuyết, Tần Hạo sắp không nhịn được nữa rồi. Nào tiểu thư Đỗ, mời em đến phòng của anh nào, Tần Hạo cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy dục vọng ghê tởm. Vừa dứt lời, mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đi về phía Đỗ Tình Tuyết. Đỗ Tình Tuyết sợ hãi, vội vàng núp sau lưng tiêu chính văn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hạo cười khẩy, Đỗ Tình Tuyết, không phải chứ, Đến lúc này rồi, em còn cho rằng con chó hoang đó có thể bảo vệ em sao? Tiêu Chính Văn, anh có thể bảo vệ tôi không? Lúc này Đỗ Tình Tuyết hoảng loạn hỏi. Tiêu Chính Văn nhún vai, khẽ nhướng mày nói, "Được." Nghe thấy vậy, Tần Hạo cười khẩy, nói, "Tiêu Chính Văn, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Lần trước, anh đã làm hỏng bữa tiệc đính hôn của tôi và Ninh Kỳ Nhi, hôm nay, anh còn muốn phá hỏng đêm động phòng của tôi và Đỗ Tình Tuyết à? anh đúng là không biết tự lượng sức mình. Người đâu, đánh cho tôi, đánh chết hắn cho tôi. Nói xong, sắc mặt Tần Hạo bình thản, ngồi ở vị trí chính giữa, cầm ly rượu lên, lắc ly rượu vang trong tay, tam trạng thoải mái chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng tiếp theo. Mười mấy vệ sĩ mặc vest đen sông về phía tiêu chính văn. Tiêu chính văn cau mày, sát khí lạnh lẽo trên người lập tức bộc phát. Tên vệ sĩ đầu tiên sông tới định đấm vào mặt tiêu chính văn, Tuy nhiên, hắn vẫn chưa kịp đấm, tiêu chính văn đã đạp một nhát vào bụng hắn. Bụp một tiếng, tên vệ sĩ đó lập tức bay ngược ra ngoài 5-6 mét, hất đổ mấy cái bàn, nặng nề ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, tần hạo khẽ cau mày. Không ngờ rằng tên tiêu chính văn này cũng có chút năng lực, đỗ hạo hiên không lừa anh ta. Còn ngây ra đấy làm gì? Lên hết đi, đánh chết anh ta cho tôi. Ngay lập tức, mười mấy tên vệ sĩ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rút rùi cui và dao găm trên eo ra, lao thẳng về phía tiêu chính văn. Tiêu chính văn vội vàng bảo vệ đỗ tình tuyết, chỉ nói đúng hai chữ, nhắm mắt. Mặc dù đỗ tình tuyết không hiểu vì sao phải làm như vậy nhưng cô ta vẫn làm theo. Lúc cô ta nhắm mắt lại, đỗ tình tuyết cảm thấy trước mặt mình trống rỗng, sau đó cô ta nghe thấy tiếng và đập bụp bụp xung quanh, còn có tiếng hét thảm thiết của rất nhiều người căng thẳng, phấn khích, sợ hãi. Nhiều loại cảm xúc khác nhau tuôn trào trong lòng đỗ tình tuyết. Tiêu chính văn thật sự có thể bảo vệ mình sao? Anh ấy bây giờ đang đánh nhau sao? Sẽ không bị thương chứ? Đợi đến khi cô ta mở mắt ra, đột nhiên phát hiện, mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đó đều đã gãy tay gãy chân nằm ngắc ngoài trên đất, kêu la thảm thiết không ngừng. Nằm la liệt trên đất. Audio điện tử võ tấn bền còn tiêu chính văn vẫn rất bình thản đứng nguyên tại đó, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm tần hạo đang cầm ly rượu vang trong tay, lúc này mặt mũi anh ta trắng bệch, nói chúng tôi có thể đi được chưa? Lúc này đầu óc tần hạo hoàn toàn trống rỗng. Đây, đây có còn là người không? Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hơn chục tên vệ sĩ đã bị một mình tiêu chính văn hạ gục. Anh ta thậm chí còn không nhìn rõ tiêu chính văn ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy một bóng người lóe lên, sau đó mười mấy vệ sĩ của anh ta lần lượt bay ra ngoài. Thực lực thật đáng sợ. Tần Hạo hoảng loạn, nhưng tối nay anh ta phải ngủ với Đỗ Tình viết, chuyện này là bắt buộc. Cho dù là ai cũng không được phép ngăn cản. Vì vậy, anh ta tức giận đập vỡ ly rượu trong tay, chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên, "Tiêu Chính Văn, mày chẳng qua chỉ là một con chó hoang nhà họ Tiêu ở Tu Hà thôi." nhà họ tiêu đã diệt vong từ 5 năm trước rồi, bây giờ mày chỉ là thằng vô dụng thôi, thằng vô dụng, mày lại dám 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia. Giỏi, giỏi lắm, mày cho rằng mày rất mạnh sao, tao muốn xem xem, ở trước mặt bọn họ, mày có thể sống sót rời đi hay không. Âm sơn tam hổ, ra đây cho thiếu gia, giết thằng chó hoang không biết trời cao đất dày này cho tôi. Tần Hạo tức giận gầm lên. Ngay sau đó, ba luồng sát khí vô cùng hung tợn và đáng sợ lập tức tràn ngập khắp nơi tiêu chính văn cũng nhanh chóng cau mày lại khí thế rất mạnh thật là đáng sợ sau đó ba bóng người với sát khí hung tợn lao ra từ trong bóng tối đứng bên cạnh tần hảo cung kính nói thiếu ra ba bóng người một cao một béo một gầy mặc những bộ trang phục kỳ lạ hơn nữa trên khuôn mặt bọn họ đều có hình xăm hổ đen trông rất đáng sợ ha 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 Tần Hạo phá lên cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, thấy anh dường như đã bị làm cho choáng ngợp, vì vậy liền bật cười vui vẻ, nói: "Tiêu Chính Văn, Đỗ Hạo Hiên nói mày có chút thực lực, có thể một đòn đánh bại sát lang có thực lực tầm cỡ binh vương cấp 3 sao?" Lúc đầu nghe thấy tao cũng cảm thấy ra gì đấy. Thực lực như vậy ở tỉnh này mày có thể trở thành vệ sĩ thân cận cho gia tộc lớn rồi. Nhưng đáng tiếc, hôm nay mày gặp phải tao thì chỉ có con đường chết thôi. Đây là Âm Sơn Tam Hổ, là hai anh em lợi hại nhất, hung ác nhất, tàn nhẫn nhất vùng đất Trung Nguyên này. Một người có thực lực của binh vương cấp 4 sao, hai người có thực lực binh vương cấp 3 sao. Dưới tay của bọn họ đã có không biết bao nhiêu mạng người rồi đấy. Tao không tin, bọn họ có thực lực mạnh mẽ như vậy mà Tiêu Chính Văn mày có thể sống sót ra ngoài. Một người là binh vương cấp 4 sao, hai người là binh vương cấp 3 sao quả thực là sức chiến đấu đáng gờm. Khi đỗ tình tuyết nghe thấy vậy, cả người đều cảm thấy kính hãi, vội vàng xông lên trước, hét vào mặt tần hạo, tần hạo. Anh điên rồi, thả chúng tôi ra, nếu không thì đỗ tình tuyết tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Ha ha ha, tần hạo cười gian xảo, nói, đỗ tình tuyết, em nghĩ rằng anh sẽ thả em đi sao? Đừng vội, đợi anh giải quyết tên tiêu chính văn xong, anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm rồi đỗ tình tuyết em chính là người phụ nữ của anh trong lúc nói chuyện tân hạo nở nụ cười dâm đáng sau đó anh ta nhìn chằm chằm tiêu chính văn vẫn đang hết sức bình thản trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo thằng nhãi này đã đến lúc này rồi lại còn giả bộ bình tĩnh như vậy anh ta không sợ chết sao tân hạo nổi giận đùng đúng đột nhiên lấy điện thoại di động ra nói với tiêu chính văn à đúng rồi suýt nữa thì quên một chuyện, tiêu chính văn, vợ mày tên là Khương Vi Nhan đúng không? Nghe thấy vậy, tiêu chính văn vốn đang bình thản, đột nhiên lông mày cao lại, luồng sát khí trên cơ thể lập tức bộc phát, lạnh lùng nói, mày muốn làm gì? Ha ha ha, tần hạo cười lớn, nói, đừng hỏi tao muốn làm gì, mày nên hỏi đỗ hạo hiên muốn làm gì, lúc này... Người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của mày có lẽ đang ở bên cạnh phục vụ Đỗ Hạo Hiên rồi, hay là chúng ta cùng nhau xem phát sóng trực tiếp nhé, thấy thế nào? Chương 264, mày nghĩ mình sẽ chết thế nào? Sứt lời, Tần Hạo mở màn hình video trên điện thoại. Trong hình, ống kính đang đi, thoáng chốc đã đến phòng ngủ. Điều đầu tiên thu hút tầm mắt là một chiếc giường lớn màu trắng, mà trên giường có một người phụ nữ đang nằm. Ống kính từ xa đến gần, từ đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn của người phụ nữ nhìn thẳng lên. Sau đó là vòng eo yêu kiều, lại hướng lên trên chính là gương mặt tuyệt đẹp kia. Khương Vi Nhan, là Khương Vi Nhan. Lúc nhìn thấy cảnh này, cả người và đầu óc Tiêu Chính Văn đều mơ hồ, hai con mắt giận dữ sắp nứt ra, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra sát khí ngập trời. Tại sao Khương Vi Nhan lại ở đây? Tại sao? Ngay sau đó, trong ống kính xuất hiện gương mặt khiến người khác vô cùng chán ghét và căm phẫn của Đỗ Hạo Hiên, hắn cầm điện thoại nhìn vào ống kính nằm nghiêng bên cạnh khương vi nhan cười như khoe khoang ha 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 tiêu chính văn anh không ngờ chứ gì người phụ nữ của anh bây giờ đang nằm bên cạnh tôi nào tôi cho anh xem hôm nay cô ta mặc cái gì nói xong đỗ hạo hiên cố ý đưa tay trêu chọc chậm rãi vén chiếc áo khoác phong phanh trên người khương vi nhan ra ôi người phụ nữ như vậy thật là quá đẹp đúng là báu vật tiêu chính văn bình thường hai người có thân mật không? Sao tôi cảm giác hình như Khương Vi Nhan rất lâu rồi không được đàn ông vuốt ve, làn da non mịn này, phủi nhẹ là có thể vỡ, chật chật chật, theo sự rung lắc của màn hình, rất nhanh áo khoác ngoài cùng của Khương Vi Nhan đã bị cởi ra, lộ áo lót gen màu đen bên trong. Nàng thỏ, vậy mà cô ta lại mặc bộ đồ lót nàng thỏ mà tôi đã tặng, không ngờ, cô ta lại mặc lên, đỗ hạo hiên cố ý hét lớn, tỏ ra rất phấn khích. Lúc nhìn đến đây, nắm đấm của tiêu chính văn đã kêu lên răng rắc, trong đôi mắt, con người sáng phản chiếu ra sát khí như sóng thần Yamamoto. Toàn bộ tầng khách sạn khải duyệt này đều bị che phủ bởi sát khí ngập trời trên người tiêu chính văn. Trong khoảnh khắc đó, Tần Hạo, âm sơn tam hổ, đỗ tình tuyết và mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen đang vội vã xông vào đều cảm thấy người mình như đang ở nơi minh mông cuồn cuộn, bấp bênh không ổn định. Âm sơn tam hổ lập tức đứng ra, chắn trước mặt tần hạo, sắc mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm vào tiêu chính văn người lúc này sát khí đã ngút trời. Trong hình ảnh video, Đỗ Hạo Hiên hít mạnh phía sau Khương Vi Nhan, cười nói, mùi rất việt đấy. Tiêu chính văn, tôi tính xem, khách sạn Hilton cách khách sạn khải duyệt khoảng 15 phút đường đi, tôi cho anh 15 phút. Sau 15 phút, nếu anh không xuất hiện, thì người phụ nữ của anh sẽ trở thành vật dưới thân Đỗ Hạo Hiên tôi đấy. Hãy nhớ, anh chỉ có 15 phút thôi, hãy tận hưởng sự dày vò của âm sơn tam hổ đi, dứt lời. Video ngắt quáng. Tần Hạo cũng cười nhạt, nhìn vẻ mặt điên tiết của Tiêu Chính Văn, cười nói, ô ô, đây là giận rồi sao? Ánh mắt đáng sợ này, khí thế này, người không biết còn cho rằng mày là tướng soái thống lĩnh hàng triệu đại quân đấy. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn gầm lên giận dữ, mày, đáng chết. Ầm, uhm, bỗng nhiên, sát khí ngút trời bùng nổ ra tựa như hạt nhân tiêu chính văn cử động một quyền mang theo áp lực khủng khiếp đập về phía tần hảo tốc đó rất nhanh giống như tia chớp âm sơn tam hổ đứng mũi chịu sao cảm nhận được hơi thở tàn sát vô cùng cuồng nộ trên người tiêu chính văn muốn chết trước mặt ba anh em âm sơn tam hổ chúng tôi mà cũng dám làm sằng làm bậy dây tiếp theo âm sơn tam hổ cũng ra tay một cước một quyền của bọn họ mang theo ý định giết người mãnh liệt. Một tên binh vương cấp 4 sao, hai tên binh vương cấp 3 sao. Thực lực như vậy, nhìn khắp Tu Hà đều là người vô địch. Cho dù là ở tỉnh cũng đủ để xưng bá một phương. Tần Hạo đứng phía sau âm sơn tam hổ, mặt nở nụ cười nhạt diễu cờ tàn bạo. Trong mắt anh ta, con chó hoang như tiêu chính văn, dám không tự lượng sức mình, đấu với âm sơn tam hổ, đúng là hành động tự tìm đường chết. Bởi vì, Tần Hạo chính mắt nhìn thấy Âm Sơn Tam Hổ đã từng mở ra một đường máu khi bị một nghìn người truy bắt cảnh tượng như vậy cả đời này Tần Hạo cũng không thể nào quên được quả thật chính là ác ma cuồng giết người nắm đấm của đại hổ trong Âm Sơn Tam Hổ tựa như đạn pháo đập mạnh vào ngực Tiêu Chính Văn nếu là người bình thường cho dù là lính đặc chủng mà chúng cú đấm này cũng sẽ vỡ tim chết trong chớp mắt nhưng cảnh tượng khiến hắn kinh hoàng đã xảy ra. Tiêu Chính Văn không thèm tránh né. Anh giơ thẳng tay, biến quyền thành trưởng, bóp chặt nắm đấm như đạn pháo. Sau đó, trong ánh nhìn vô cùng kinh hoàng của Âm Sơn Đại Hổ, bàn tay Tiêu Chính Văn siết chặt, rắc rắc, trong nháy mắt, nắm đấm của Đại Hổ bị bóp nát, máu thịt be bét. Bịch. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn vung nắm tay trái ra, một quyền như sấm chớp đánh mạnh vào cằm của Âm Sơn Đại Hổ. Âm. Âm Sơn Đại Hổ bị đánh bay thẳng ra ngoài mấy mét đụng vào một cột đá to, cả cột đá lập tức vỡ nát. Mà âm sơn đại hổ cũng cảm nhận được xương cột sống của mình chịu sung kích, phút chốc gãy lìa, hắn gào lên đau đớn thảm thiết. Sau đó, toàn thân hắn ngã xuống, phun mạnh ra mấy ngụm máu tươi, ngã trong vũng máu, không thể cử động. Một chiêu, một chiêu đã giết chết một người có thực lực binh vương cấp 4 sao. Cảnh tượng này, khiến xung quanh chấn động. Âm sơn nhị hổ và tam hổ còn lại, sau khi nhìn thấy đại ca của mình bị giải quyết bằng một chiêu, mắt giận đến sắp nứt toát ra, gầm lên một tiếng, rút dao găm và dao hổ bên hông ra, liều chết lao về phía tiêu chính văn. Chết đi! Hai người gào lên giận dữ, xông về phía tiêu chính văn từ hai hướng. Nhưng, trong mắt tiêu chính văn là một ngọn lửa giận long trời lở đất. Lúc này anh giống như tu la bước ra từ địa ngục. Anh giơ tay lên, tay phải phóng thẳng ra con dao quân đội năm cạnh, phập một tiếng, xuyên qua bụng của âm sơn nhị hổ, máu bắn tung tóe trước sau xuyên thấu. Âm sơn nhị hổ cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực mình, miệng nôn ra máu, hai mắt trợn tròn, nhìn tiêu chính văn chằm chằm với ánh mắt không dám tin, để lại một câu, anh, anh là chiến thần sao? Âm, âm sơn nhị hổ ngã phịch xuống vũng máu, chết thảm thương. Lúc này, âm sơn tam hổ đã liều chết sông đến bên cạnh tiêu chính văn, dao găm trong tay hung hăng cứa vào cổ tiêu chính văn. Đòn này của hắn đủ để anh đầu lừa khỏi xác. Nhưng, trong nháy mắt, tiêu chính văn quay đầu, ánh mắt sắc bén, giống như thần chết nhìn chăm chú, cứ như vậy chừng mắt nhìn âm sơn tam hổ cầm dao găm xông đến. Đùng, trong phút chốc, âm sơn tam hổ cảm thấy tim mình giống như bị gõ trống, vang đùng một tiếng. Ánh mắt thật, thật đáng sợ. Đây, đây là thần chết sao? Tại sao, tại sao trong mắt anh ta, mình lại nhìn thấy biển máu núi máu, nhìn thấy một triệu đại quân trinh phạt. Còn có loại hơi thở tựa như bước vào quỷ môn quan khiến linh hồn người khác khiếp đảm, chuyện gì thế này. Âm một tiếng. Giây tiếp theo, âm sơn tam hổ cũng không chịu đựng nổi kiểu uy chấn đẻ ép linh hồn đến từ tiêu chính văn, hắn quỳ thẳng xuống đất, nằm sấp xuống và gào lên sợ hãi, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đúng vậy, lúc này âm sơn tam hổ không ngừng dập đầu xuống đất khiến nền gạch nứt vỡ đầu hắn cũng lẫn lộn máu thịt bởi vì ánh mắt đó đã khiến âm sơn tam hổ hoàn toàn mất đi ý định phản kháng trong nháy mắt đó hình như hắn đã nhìn thấy kết cục chết chóc của mình chỉ có cầu xin mới có thể có một con đường sống ánh mắt lạnh lùng của tiêu chính văn nhìn âm sơn tam hổ quỳ dưới đất không ngừng dập đầu van xin trong tay cầm một con dao quân đội năm cạnh đuôi dao có xiềng xích thép dòng, lại mang theo chút máu. Sau đó, ánh mắt sâu xa của anh nhìn sang Tần Hạo sớm đã bị dọa ngã ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy, người đầy mồ hôi lạnh với vẻ mặt đầy sát khí, trầm giọng nói, mày nghĩ mình sẽ chết thế nào? Chương 265, Đỗ Hạo Hiên, mày muốn chết à? Sứt lời, Tần Hạo mở màn hình video trên điện thoại. Trong hình, ống kính đang đi, thoáng chốc đã đến phòng ngủ. Điều đầu tiên thu hút tầm mắt là một chiếc giường lớn màu trắng, mà trên giường có một người phụ nữ đang nằm. Ông kính từ xa đến gần, từ đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn của người phụ nữ nhìn thẳng lên, sau đó là vòng eo yêu kiều, lại hướng lên trên chính là gương mặt tuyệt đẹp kia. Khương Vi Nhan, là Khương Vi Nhan. Lúc nhìn thấy cảnh này, cả người và đầu óc Tiêu Chính Văn đều mơ hồ, hai con mắt giận dữ sắp nứt ra, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra sát khí ngập trời. Tại sao Khương Vi Nhan lại ở đây? Tại sao? Ngay sau đó, trong ống kính xuất hiện gương mặt khiến người khác vô cùng chán ghét và căm phẫn của Đỗ Hạo Hiên, hắn cầm điện thoại, nhìn vào ống kính nằm nghiêng bên cạnh Khương Vi Nhan, cười như khoe khoang, ha ha ha. Tiêu Chính Văn, anh không ngờ chứ gì, người phụ nữ của anh bây giờ đang nằm bên cạnh tôi. Nào, tôi cho anh xem, hôm nay cô ta mặc cái gì. Nói xong, Đỗ Hạo Hiên cố ý đưa tay trêu chọc chậm rãi vén chiếc áo khoác phong phanh trên người Khương Vi Nhan ra. Ôi, người phụ nữ như vậy thật là quá đẹp, đúng là báu vật, tiêu chính văn, bình thường hai người có thân mật không? Sao tôi cảm giác hình như Khương Vi Nhan rất lâu rồi không được đàn ông vuốt ve, làn da non mịn này, phủi nhẹ là có thể vỡ, chật chật chật, theo sự rung lắc của màn hình, rất nhanh áo khoác ngoài cùng của Khương Vi Nhan đã bị cởi ra, lộ áo lót ren màu đen bên trong nàng thỏ, vậy mà cô ta lại mặc bộ đồ lót nàng thỏ mà tôi đã tặng, không ngờ, cô ta lại mặc lên, Đỗ Hạo Hiên cố ý hét lớn, tỏ ra rất phân khích. Lúc nhìn đến đây, nắm đấm của tiêu chính văn đã kêu lên răng rắc, trong đôi mắt, con người sáng phản chiếu ra sát khí như sóng thần Yamamoto. Toàn bộ tầng khách sạn Khải Duyệt này đều bị che phủ bởi sát khí ngập trời trên người tiêu chính văn. Trong khoảnh khắc đó, Tần Hạo, âm sơn tam hổ, Đỗ Tình Tuyết và mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen đang vội vã xông vào đều cảm thấy người mình như đang ở nơi minh mông cuồn cuộn, bấp bênh không ổn định. Âm Sơn Tam Hổ lập tức đứng ra, chắn trước mặt Tần Hạo, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn người lúc này sát khí đã ngút trời. Trong hình ảnh video, Đỗ Hạo Hiên hít mạnh phía sau Khương Vi Nhan, cười nói, mùi rất tuyệt đấy. Tiêu Chính Văn, Tôi tính xem, khách sạn Hilton cách khách sạn Khải Duyệt khoảng 15 phút đường đi, tôi cho anh 15 phút. Sau 15 phút, nếu anh không xuất hiện, thì người phụ nữ của anh sẽ trở thành vật dưới thân đỗ hạo hiên tôi đấy. Hãy nhớ, anh chỉ có 15 phút thôi, hãy tận hưởng sự dày vò của âm sơn tam hổ đi, rứt lời. Video ngắt quáng. Tần Hạo cũng cười nhạt, nhìn vẻ mặt điên tiết của Tiêu Chính Văn, cười nói, ô ô, đây là giận rồi sao? ánh mắt đáng sợ này khí thế này người không biết còn cho rằng mày là tướng soái thống lĩnh hàng triệu đại quân đấy hắn vừa dứt lời tiêu chính văn gầm lên giận dữ mày đáng chết ầm bỗng nhiên sát khí ngút trời bùng nổ ra tựa như hạt nhân tiêu chính văn cử động một quyền mang theo áp lực khủng khiếp đập về phía tần hảo tốc đó rất nhanh giống như tia chớp âm sơn tam hổ đứng mũi chịu sao Cảm nhận được hơi thở tàn sát vô cùng cuồng nộ trên người Tiêu Chính Văn, muốn chết, trước mặt ba anh em Âm Sơn Tam Hổ chúng tôi mà cũng dám làm sằng làm bầy. Dây tiếp theo, Âm Sơn Tam Hổ cũng ra tay. Một cước một quyền của bọn họ, mang theo ý định giết người mãnh liệt. Một tên binh vương cấp 4 sao, hai tên binh vương cấp 3 sao. Thực lực như vậy, nhìn khắp tu hà đều là người vô địch. Cho dù là ở tỉnh cũng đủ để xưng bá một phương. Tần Hạo đứng phía sau âm sơn tam hổ, mặt nở nụ cười nhạt diễu cờ tàn bạo. Trong mắt anh ta, con chó hoang như tiêu chính văn, dám không tự lượng sức mình, đấu với âm sơn tam hổ, đúng là hành động tự tìm đường chết. Bởi vì, Tần Hạo chính mắt nhìn thấy, âm sơn tam hổ đã từng mở ra một đường máu khi bị một nghìn người truy bắt. Cảnh tượng như vậy, cả đời này Tần Hạo cũng không thể nào quên được. Quả thật chính là ác ma cuồng giết người. Nắm đấm của đại hổ trong âm sơn tam hổ tựa như đạn pháo, đập mạnh vào ngực tiêu chính văn. Nếu là người bình thường, cho dù là lính đặc trùng mà chúng cú đấm này cũng sẽ vỡ tim, chết trong chớp mắt. Nhưng, cảnh tượng khiến hắn kinh hoàng đã xảy ra, tiêu chính văn không thèm tránh né. Anh giơ thẳng tay, biến quyền thành trưởng, bóp chặt nắm đấm như đạn pháo. Sau đó, trong ánh nhìn vô cùng kinh hoàng của âm sơn đại hổ, bàn tay tiêu chính văn siết chặt, rắc rắc, trong nháy mắt, nắm đấm của đại hổ bị bóp nát, máu thịt be bét. Bịch, ngay sau đó, tiêu chính văn vùng nắm tay trái ra, một quyền như sấm chớp đánh mạnh vào cầm của âm sơn đại hổ. Âm, âm sơn đại hổ bị đánh bay thẳng ra ngoài mấy mét, đụng vào một cột đá to, cả cột đá lập tức vỡ nát. Mà âm sơn đại hổ cũng cảm nhận được xương cột sống của mình chịu xung kích, phút chốc gãy lìa, hắn gào lên đau đớn thảm thiết. Sau đó, toàn thân hắn ngã xuống, phun mạnh ra mấy ngụm máu tươi, ngã trong vũng máu, không thể cử động. Một chiêu, một chiêu đã giết chết một người có thực lực binh vương cấp 4 sao. Cảnh tượng này, khiến xung quanh chấn động. Âm sơn nhị hổ và tam hổ còn lại, sau khi nhìn thấy đại ca của mình bị giải quyết bằng một chiêu, mắt giận đến sắp nứt toát ra, gầm lên một tiếng, rút dao găm và dao hổ bên hông ra, liều chết lao về phía tiêu chính văn. Chết đi! hai người gào lên giận dữ, xông về phía tiêu chính văn từ hai hướng. Nhưng, trong mắt tiêu chính văn là một ngọn lửa giận long trời lở đất. Lúc này anh giống như tu la bước ra từ địa ngục. Anh giơ tay lên, tay phải phóng thẳng ra con dao quân đội năm cạnh, phập một tiếng, xuyên qua bụng của âm sơn nhị hổ, máu bắn tung tóe trước sau xuyên thấu. Âm sơn nhị hổ cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực mình, miệng nôn ra máu, hai mắt trợn tròn, Nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm với ánh mắt không dám tin, để lại một câu, "Anh, anh là chiến thần sao?" Âm, Âm Sơn Nhị Hổ ngã phịch xuống vũng máu, chết thảm thương. Lúc này, Âm Sơn Tam Hổ đã liều chết xông đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, dao găm trong tay hung hăng cứa vào cổ Tiêu Chính Văn. Đòn này của hắn đủ để anh đầu lìa khỏi xác. Nhưng, trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn quay đầu, ánh mắt sắc bén, giống như thần chết nhìn chăm chú cứ như vậy chừng mắt nhìn âm sơn tam hổ cầm dao găm sông đến. Đùng! Trong phút chốc, âm sơn tam hổ cảm thấy tim mình giống như bị gõ trống, vang đùng một tiếng. Ánh mắt thật, thật đáng sợ. Đây, đây là thần chết sao? Tại sao, tại sao trong mắt anh ta, mình lại nhìn thấy biển máu núi máu, nhìn thấy một triệu đại quân trinh phạt? Còn có loại hơi thở tựa như bước vào quỷ môn quan khiến linh hồn người khác khiếp đảm, chuyện gì thế này? Âm một tiếng, dây tiếp theo, âm sơn tam hổ cũng không chịu đựng nổi kiểu uy chấn đẻ ép linh hồn đến từ tiêu chính văn, hắn quỳ thẳng xuống đất, nằm sắp xuống và gào lên sợ hãi, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đúng vậy. Lúc này âm sơn tam hổ không ngừng dập đầu xuống đất khiến nền gạch nứt vỡ, đầu hắn cũng lẫn lộn máu thịt, bởi vì ánh mắt đó đã khiến âm sơn tam hổ hoàn toàn mất đi ý định phản kháng. Trong nháy mắt đó, Hình như hắn đã nhìn thấy kết cục chết chóc của mình, chỉ có cầu xin mới có thể có một con đường sống. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn nhìn Âm Sơn Tam Hổ quỳ dưới đất không ngừng dập đầu van xin, trong tay cầm một con dao quân đội năm cạnh, đuôi dao có xiềng xích thép ròng, lại mang theo chút máu. Sau đó, ánh mắt sâu xa của anh nhìn sang Tần Hạo sớm đã bị dọa ngã ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy, người đầy mồ hôi lạnh với vẻ mặt đầy sát khí trầm giọng nói, mày nghĩ mình sẽ chết thế nào? chương 266, đánh tàn phế chân tay của ai? Đỗ Hạo Hiên quay phát lại thì thấy cả người tiêu chính văn đang toát ra sát khí ngùn ngụt, lúc này đã xông thẳng vào phòng. Hắn đứng dậy tức giận hét lên, mày vào đây bằng cách nào? Lẽ nào âm sơn tam hổ thất bại rồi ư? Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là cú đấm mạnh như sắt đá của tiêu chính văn. Dầm! tiêu chính văn lao về phía trước đấm mạnh khiến đỗ hạo hiên đập mạnh vào cánh cửa trong phút chốc dường như có thể nghe được tiếng gãy xương mũi a a a đỗ hạo hiên văng ra xa nặng nề ngã xuống đất hắn che cái mũi đầy máu đau đớn giống lên mũi của tao mũi của tao tiêu chính văn mẹ kiếp mày dám đánh gãy mũi của tao cái mũi tao vừa chỉnh tao phải giết mày giết mày đỗ hạo hiên ngã xuống đất Cả cánh cửa đều là dấu vết to bằng bao cát. Xương mũi lại bị gãy một cách thảm thương, máu tuôn ra ngoài. Răng cửa cũng bị đánh gãy, miệng dính đầy máu. Lúc này Tiêu Chính Văn hoàn toàn không đoái hoài gì đến Đỗ Hạo Hiên đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Anh bước nhanh đến bên giường nhìn trạng thái của Khương Vi Nhan, lúc này anh mới hiểu ra. Cô bị hạ thuốc mê. Cũng may mình đến kịp lúc nếu không thì không thể tưởng tượng được hậu quả, tiêu chính văn lấy chăn đắp cho Khương Vi Nhan, lẩm bẩm một câu, đồ ngốc, sao em lại ngốc như vậy? Có chuyện gì mà không thể nói với anh à? Nói xong tiêu chính văn đứng dậy, khoảnh khắc đó đôi mắt anh hiện lên vẻ phẫn nộ như hóa thành tu la, sát khí ngùn ngụt toát ra từ người anh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Hạo Hiên lúc này đã bỏ dậy, nói, Đỗ Hạo Hiên, tao đã từng cảnh cáo mày, đừng động vào vợ và con của tao, nếu không mày sẽ hối hận vì đã sống trên đời này lúc này đỗ hạo hiên che cái mũi đầy máu hét lên với tiêu chính văn chết tiệt tiêu chính văn mẹ kiếp mày tỏ vẻ với ông đây đấy à còn nói tao sẽ hối hận vì đã sống trên đời này sao mày cũng không xem lại bây giờ mày đang ở đâu mẹ nó vào hết đây cho ông đỗ hạo hiên nhanh chóng bấm số điện thoại cố định ở trên bàn sau đó cả tầng lầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn Tiếp theo, mấy chục tên côn đồ mặc đồ đen mang theo gậy và côn điện xông vào phòng bao. Mặt ai cũng đều hung ác và lạnh lùng. Thấy cảnh tượng này, tiêu chính văn nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh thấu xương. Đỗ Hạo Hiên cũng liên tục rút khăn giấy lau máu trên mũi mình, tức giận chỉ vào tiêu chính văn quát mẹ nó. Hôm nay tao phải đánh gãy chân tay của mày, sau đó chơi chết người phụ nữ của mày trước mặt mày tao muốn xem xem mày làm thế nào để tao hối hận vì đã sống trên đời lên hết cho tao đánh gãy tay chân của anh ta hắn hét lên mấy chục tên côn đồ đều lao về phía tiêu chính văn tiêu chính văn nhíu mày nhìn đám côn đồ đang lao đến thân hình anh vừa cử động đã biến thành một bóng đen trong phòng bao rầm 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 âm thanh bùm bụp liên tục vang lên bên tai mấy chục tên côn đồ đố đều bị đánh văng ra xa có người va vào tường tạo ra vết nước trên tường. Có người va vào làm vỡ bàn trà. Có người rơi ra ngoài cửa sổ, phát ra âm thanh cực lớn. Không đến 5 phút sau, cả phòng bao trở nên lộn xộn. Mấy chục tên côn đồ đều gãy tay gãy chân đồng loạt ngã xuống đất kêu gào. Tiêu chính văn vẫn lành lặn đứng đó. Đỗ Hạo Hiên há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này. Hắn hoảng hốt lùi về sau mấy bước, nhìn tiêu chính văn đang đi về phía mình như một hung thần, hắn sợ hãi hét lên, rốt, rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm gì? Tao, tao nói cho mày biết tao là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị, cũng là thiếu gia nhà họ Đỗ. Nếu mày dám làm gì đó với tao thì ông đây tao nhất định sẽ không tha cho mày. Đến lúc đó, không chỉ mình mày mà vợ con mày, những người có quan hệ với mày cũng sẽ bị nhà họ Đỗ truy sát. Đỗ Hạo Hiên sợ rồi. Hắn sợ thật rồi, tên tiêu chính văn này quá mạnh, mấy chục tên côn đồ này đều là cao thủ lúc này thế mà họ lại bị đánh thành như vậy tiêu chính văn lạnh lùng đôi mắt lạnh tanh đi đến trước mặt đỗ hạo hiên nói nhà họ đỗ tao rất muốn bị truy sát nhưng hôm nay mày phải trả giá cho những sai lầm của mày chỉ một câu nhưng lại toát ra vẻ lạnh băng chết người nhiệt độ trong phòng bao bỗng hạ xuống mức thấp nhất thấy tình hình không ổn đỗ hạo hiên xoay người muốn chạy trốn nhưng Tiêu Chính Văn nhấc tay lên, mấy kim châm được làm bằng thép tinh luyện lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phóng xuyên qua hai chân Đỗ Hạo Hiên. Bộp, hai đầu gối Đỗ Hạo Hiên lập tức khuỵu xuống đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chính Văn đã đi đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo nhấc cả người hắn lên, ép chặt lên tường. Bức tường này bỗng chốc nứt ra như một mạng nhện. Ngay lúc đó, Đỗ Hạo Hiên thấy được sát khí khủng khiếp trên người và trong đôi mắt Tiêu Chính Văn. Giống như chúa tể đến từ địa ngục. Anh ta thật sự muốn giết mình. Mày, mày không thể giết tao, tao là thiếu gia nhà họ Đỗ. Dù mày không sợ nhưng còn vợ con mày thì sao? Đỗ Hạo Hiên vội vã hét lên, lúc này hắn thật sự sợ hãi lắm rồi. Sau đó hắn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Tiêu Chính Văn đã bóp chặt lấy vai trái của hắn, rắc, xoay vòng 90 độ bẻ gãy toàn bộ cánh tay trái của Đỗ Hạo Hiên. A a a. Cơn đau xuyên thấu lập tức lan khắp cơ thể Đỗ Hạo Hiên. Hắn hét lên thảm thiết, "Tiêu Chính Văn, tao phải giết mày." "Giết mày? A a a, tay của tao." Tiêu Chính Văn nhấc tay lên ném Đỗ Hạo Hiên sang một bên, cả người hắn đập mạnh vào giá rượu rồi ngã xuống đất. Lúc này toàn bộ tủ rượu đều ngã xuống, vỡ tan tành, nhuộm đỏ cả người Đỗ Hạo Hiên. Đỗ Hạo Hiên ngã trên mặt đất đau đớn hét lên, cả cánh tay trái của hắn đã bị gãy. Hắn hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn đang bước từng bước đến chỗ mình, lo lắng nói: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi đưa tiền cho anh, rất nhiều tiền. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin anh đừng giết tôi." Lúc này Đỗ Hạo Hiên bắt đầu cầu xin tha mạng. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không hề dao động, lạnh lùng nói: "Mày còn nhớ lúc nãy mày nói muốn đánh gãy tay chân tao không?" "Không, không không không, đừng." Đỗ Hạo Hiên hoảng sợ liên tục lùi về sau nhưng ngay sau đó tiêu chính văn đi đến nhấc chân đạp lên đầu gối phải của đỗ hạo hiên rác bỗng chốc tiếng xương bị nghiền nát vang lên khắp phòng bao a a a theo đó là tiếng thét thê thảm của đỗ hạo hiên chân của tôi chân của tôi cả người đỗ hạo hiên căng cứng gào lên thảm thiết vì đau đớn đầu gối chân phải của hắn đã bị nứt xương gãy đâm vào thịt máu chảy ra rất kinh khủng hắn không dám tưởng tượng tiêu chính văn lại dám làm vậy đáng sợ sợ hãi đỗ hạo hiên sợ thật rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc của tiêu chính văn hiện lên tia sát khí tiếp theo là chân trái hay tay phải của mày đây cho mày tự chọn một đấy đỗ hạo hiên hít sâu vài hơi thở hổn hển nhìn chân phải dính đầy máu hắn cười nói mày nằm mơ đi chết đi bỗng dưng hắn rút ra một cây súng đen từ trong ngăn tủ bản sách đã bị ngã bên cạnh rồi chĩa thẳng về phía chán của tiêu chính văn khuôn mặt dữ tợn cười lớn mày không ngờ phải không tiêu chính văn mày chết đi đánh gãy tay trái và chân phải của tao tao nhất định sẽ khiến mày phải trả gấp ngàn lần để mày cảm nhận đau đớn ngàn lần như này tao còn muốn cưỡng hiếp vợ mày một ngàn lần trước mặt mày còn con gái mày nữa tao cũng không tha cho nó đâu đợi lúc tao sung sướng xong rồi tao sẽ bảo mấy chục đàn em của tao cùng vui sướng. Bọn chúng sung sướng rồi thì tao sẽ ném vợ mày cho mấy tên ăn mày cùng hưởng thụ. Mọi chuyện đều do mày tự chuốc lấy, đều do mày tự tìm. Đỗ Hạo Hiên cầm khẩu súng chĩa vào tiêu chính văn, khó khăn loạn trọng đứng dậy. chương 267, Anh, Bạch. Chân phải của hắn đã bị gãy hoàn toàn. Đỗ Hạo Hiên chỉ đành dựa vào chân trái tựa vào tường. Trong ánh mắt ngập tràn sát khí, đỗ hạo hiên cầm súng chĩa vào tiêu chính văn khi thấy sắc mặt anh cuối cùng cũng thay đổi hắn bật cười nói cút đi cho ông tiêu chính văn cau mày nhìn đỗ hạo hiên đang cầm súng trước mặt hỏi ngược lại mày nghĩ cây súng trong tay có thể bảo vệ được mày sao ha 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 đỗ hạo hiên bật cười nói nực cười mẹ nó mày ngu sao đây là súng đấy súng ông đây chỉ cần nổ một phát là có thể khiến đầu mày nở hoa sao nào mày còn có thể nhanh hơn súng trong tay tao à tiêu chính văn mày tiêu đời rồi mày chết chắc rồi mau quỳ xuống cho tao nếu không bây giờ tao sẽ giết vợ mày đỗ hạo hiên gầm lên họng súng lập tức nhắm vào khương vi nhan đang nằm trên giường tiêu chính văn nhíu chặt mày anh không ngờ ở tu hà nhỏ bé này đỗ hạo hiên vậy mà sẽ có sử dụng súng phi pháp như vậy hoa quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt về việc sử dụng súng thấy sắc mặt tiêu chính văn trở nên khó coi, Đỗ Hạo Hiên nở nụ cười khẩy nham hiểm, giơ súng bắn lên trần nhà. Bằng, trần nhà bị bắn ra một lỗ đạn, họng súng vẫn còn bốc khói. Mày thấy chưa, nghe rõ tiếng nổ chưa? Đây là súng thật, mày tưởng ông đây chỉ dọa mày thôi sao? Quỳ xuống cho tao, ngay lập tức, nếu không bây giờ tao giết vợ mày. Đỗ Hạo Hiên đã rơi vào trạng thái lo lắng và bất an tột độ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ đến là tiêu chính văn không hề quỳ xuống mà ngược lại anh chế nhạo và khinh thường nhìn hắn nói mày thật sự tưởng có súng rồi thì vô địch lắm sao nực cười tiêu chính văn mày điên rồi sao bây giờ ông đây có thể nổ súng giết mày luôn đấy đỗ hạo hiên tức giận gào lên liên tục nổ hai phát súng trước chân của tiêu chính văn păng păng nên nhà bị bắn thủng nhưng tiêu chính văn vẫn bất động thậm chí chẳng hề chớp mắt lấy một cái Cảnh này khiến Đỗ Hạo Hiên hơi hoảng hốt, người bình thường khi thấy súng đã sớm khiếp sợ hồn bay phách tán rồi. Nhưng dường như Tiêu Chính Văn chẳng hề sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tao đề nghị mày nhìn xuống dưới tầng đi. Tiêu Chính Văn bình thản nói, sau đó nhàn nhã lấy một bao thuốc từ trong túi ra, châm lửa, rít một hơi sau đó nhả ra khói ngay trước mặt Đỗ Hạo Hiên. Khoảnh khắc đó Tiêu Chính Văn thật đẹp trai thậm chí động tác châm lửa của anh cũng hào hùng, toát ra hóc môn mạnh mẽ hơn những người đàn ông khác. Đỗ Hạo Hiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, mày đang dở trò gì đấy? Mày nhìn đi rồi biết, Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp. Đỗ Hạo Hiên do dự một lát nhưng vẫn chậm rãi dựa vào chân trái, khó khăn nhảy đến chỗ cửa sổ. Vì cửa sổ bị vỡ nên Đỗ Hạo Hiên dễ dàng nhìn ra bên ngoài thì thấy cảnh tượng dưới lầu. Đây, sao lại thế này? Hai mắt Đỗ Hạo Hiên trừng lớn, không dám tin cảnh tượng trước mắt của mình, một rừng người mặc đồ xanh đen. Cũng phải đến tận hàng trăm binh lính cầm súng thật lúc này đang dàn hàng dưới khách sạn. Động tác của họ rất đồng đều, tất cả đều được trang bị súng tiểu liên, họng súng đồng loạt hướng lên trên. Trong màn đêm phản chiếu ánh sáng xuyên thấu xương, khí thế thật đáng sợ. Thật ấn lạnh. Đỗ Hạo Hiên sững sờ. Mấy người này đều là binh lính thật à? sao họ lại xuất hiện ở đây lẽ nào đỗ hạo hiên quay phát lại kinh hãi nhìn chằm chằm tiêu chính văn hỏi mấy binh lính này đều do mày dẫn đến à tiêu chính văn không phủ nhận nói đỗ hạo hiên bây giờ mày nghĩ mày còn có thể sống mà bước ra khỏi đây không đỗ hạo hiên sửng sốt vẻ mặt sợ hãi ngay cả tay đang cầm súng cũng run rẩy lông mày giật liên tục nhưng ngay sau đó hắn bỗng giơ súng chĩa vào tiêu chính văn tức giận gầm lên mày dọa ông đây đấy à tao còn sợ mấy thứ súng đồ chơi của mày sao tiêu chính văn mày diễn giỏi lắm mày tưởng tìm mấy tên diễn viên đến thì tao sẽ sợ à đừng lấy mấy thứ súng đồ chơi ra dọa tao mày lập tức quỳ xuống rồi dập đầu cho tao nếu không bây giờ tao sẽ nổ súng giết mày đấy nghe đỗ hạo hiên sắp chết mà không biết hối cải nói vậy tiêu chính văn bất lực lắc đầu sau đó anh búng ngón tay làm tàn thuốc đỏ tươi rơi ra ngoài. Anh hét lên, "500 cận vệ." Có một tiếng hô vang vọng khắp trời, nổ súng. Tạch tạch tạch, ngay phút chốc, 500 khẩu súng tiểu liên lập tức bắn ra ngọn lửa dày đặc tràn ngập bầu trời đêm. Khí thế cực lớn, vang lên chói tai. Lúc này toàn bộ lớp kính của cả tầng đều vỡ tan tành trong màn đạn dày đặc đó. Ngay lúc này, Đỗ Hạo Hiên sững sờ, chán ướt đẫm mồ hôi lạnh đây đây đều là súng thật đều là binh lính thật thật khủng bố sao lại như vậy lúc này đỗ hạo hiên đã có suy nghĩ muốn chết rồi hắn nhìn tiêu chính văn cực kỳ hoảng sợ hỏi rốt cuộc mày là ai tiêu chính văn lạnh lùng cười nói mày vẫn chưa đủ tư cách để biết tao là ai đỗ hạo hiên bỏ súng xuống có lẽ mày vẫn còn một con đường sống nghe vậy một cảm giác sợ hãi bao trùm lên cả người Đỗ Hạo Hiên, hắn từ từ buông súng xuống. Nhưng hắn bỗng giữ tợn cười nhạt, ánh mắt nham hiểm nhìn Tiêu Chính Văn nói, "Mày nằm mơ, tao sẽ khiến mày phải đau khổ cả cuộc đời." Một lúc sau, Đỗ Hạo Hiên cầm súng nhắm vào Khương Vi Nhan đang nằm trên giường, sau đó bóp cò. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí Tiêu Chính Văn còn chưa phản ứng kịp, khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn trợn tròn hai mắt cả người toát ra sát khí lạnh tanh. Mày muốn chết. Anh tức giận hét lên một tiếng. Tiêu chính văn hất tay, vung ra con dao quân đội năm cạnh. Cùng lúc đó, viên đạn của Đỗ Hạo Hiên bắn ra vang lên tiếng nổ. Giữa không chung, con dao quân đội năm cạnh trói đụng phải viên đạn, vang lên tiếng nổ trói tai. Viên đạn bị con dao quân đội năm cạnh đụng vang ra phát ra tia lửa trói mắt. Sợi xích trong tay tiêu chính văn đập mạnh, khiến con dao quân đội năm cạnh bay theo hình vòng cung trong căn phòng sau đó phập con dao quân đội năm cạnh làm đứt luôn cả cánh tay phải cầm súng của đỗ hạo hiên máu tuôn ra a a a đỗ hạo hiên kinh hãi nhìn cánh tay phải bị chặt đứt của mình sau đó hét lên một tiếng đầy đau đớn cả người cũng ngã xuống nền nhà máu chảy ròng ròng lúc này cả người tiêu chính văn nổi lên sát khí cuồn cuộn tay cầm con dao quân đội năm cạnh dính máu đứng trước mặt đỗ hạo hiên cả người bê bết máu và rượu vang anh nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn giận dữ gầm lên nếu hôm nay vi nhan xảy ra chuyện gì thì mày và nhà họ đỗ nhất định phải chôn cùng cô ấy dầm vừa dứt lời tiêu chính văn giơ chân lên đá mạnh lên cánh cửa trước mặt đỗ hạo hiên lúc đó hắn chỉ hừ một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh Vốn dĩ tiêu chính văn muốn giết Đỗ Hảo Hiên nhưng nghĩ đến tin nhắn Đỗ Tình Tuyết gửi cho anh trước đó, cuối cùng anh vẫn giữ lại cái mạng chó của hắn. Mà lúc này, lúc Long Nhất dẫn người xông vào thì thấy căn phòng rất lộn xộn nên cấp tốc bảo người đi dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó anh ta cung kính đi đến cạnh tiêu chính văn, lấy ra một chiếc mặt nạ màu trắng nói, chủ soái đồ anh cần đây. Tiêu chính văn nhận lấy rồi đeo lên mặt mình, nói với Long Nhất các anh ra ngoài đợi đi vâng long nhất cung kính lùi ra ngoài tiêu chính văn cũng đi đến trước mặt khương vi nhan rút ra mấy cây kim từ thắt lưng chuẩn xác vững vàng đâm vào mấy huyệt vị trên người cô ba phút sau khương vi nhan khẽ động đậy mơ màng mở hai mắt trong tầm mắt mơ hồ cô nghe thấy giọng một người đàn ông đang liên tục gọi tên của mình tiểu thư khương tiểu thư khương cô tỉnh rồi khương vi nhan chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy gương mặt đeo mặt nạ vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt anh, anh Bạch. Chương 268, anh chính là anh Bạch. Biểu cảm của Khương Vi Nhan như một chú thỏ trắng hoảng sợ, vội vàng xem lại áo quần trên người mình, may mà áo quần bên trong vẫn còn. Sau đó, cô đắp chăn lại, vội vàng lùi về phía sau, dán sát vào đầu giường, sắc mặt hoảng loạn và căng thẳng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt. Nếu cô nhớ không nhầm thì cái mặt nạ này là cái mà anh Bạch đeo vào đêm đó ở sơn trang Bạch Mã. Không phải cô đang bàn bạc các dự án hợp tác với Đỗ Hạo Hiên sao? Vì sao bây giờ người xuất hiện trước mắt cô lại là anh bạch người gây chấn động gần đây ở Tu Hà? Đầu óc Khương Vi Nhan hơi mơ hồ, cô chỉ nhớ sau khi mình vào phòng thì vẫn luôn đề phòng Đỗ Hạo Hiên. Đỗ Hạo Hiên cũng tỏ ra rất thân thiện, vẫn luôn bàn chuyện hợp tác với cô. Dần dần, sự cảnh giác của Khương Vi Nhan cũng buông lỏng, cô uống ly trà Đỗ Hạo Hiên pha nhưng sau khi uống xong thì không còn biết gì nữa. Lúc này trong phòng hơi bừa bộn, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, hơn nữa, cửa chính và cửa sổ trong phòng hình như đều bị vỡ, đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tiêu chính văn ở dưới lớp mặt nạ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng hoảng sợ của Khương Vi Nhan, cũng hiểu ý cười nói, tiểu thư Khương, đừng sợ, lúc nãy tôi đi ngang qua đây, Nghe thấy trong phòng có âm thanh khác thường truyền ra nên vội xông vào thì nhìn thấy Đỗ Hạo Hiên đang muốn cưỡng hiếp cô. Cái gì? Đỗ Hạo Hiên cưỡng hiếp tôi sao? Khương Vi Nhan vừa nghe thấy vậy, hoảng sợ vội vàng kiểm tra lại cơ thể mình. Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ vội nói, "Cô yên tâm, anh ta vẫn chưa thực hiện được hành vi xấu xa đó thì đã bị tôi đánh chạy mất, bây giờ không khéo đã bị lính tuần bắt đi rồi." Nghe vậy, Khương Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm vội vàng cảm ơn anh bạch trước mặt anh bạch cảm ơn anh đã cứu tôi 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 không biết nên cảm ơn anh thế nào nhìn thấy khương vi nhan xuống giường quỳ phịch xuống tiêu chính văn vội vàng nâng khương vi nhan đứng dậy nói tiểu thư khương cô khách sáo quá rồi không cần phải như vậy đâu tôi chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi viên mắt khương vi nhan đỏ hoe rất ấm ức lại có vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn nếu như cô thực sự bị đỗ hạo hiên cưỡng hiếp vậy phải đối mặt với Tiêu Chính Văn, Nana và nhà họ Khương như thế nào đây? Nhìn thấy Khương Vi Nhan khóc thút thít, trái tim Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ cũng không đành lòng, vội vàng nói tiểu thư Khương, để tôi bảo người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra trước, tôi nghi ngờ Đỗ Hạo Hiên kia hạ thuốc với cô, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Khương Vi Nhan vội vàng lắc đầu nói, anh Bạch, không cần đâu, tôi tự đi là được rồi. Nói xong, Khương Vi Nhan cúi người 90 độ, nói lời cảm ơn rất chân thành và nghiêm túc, "Anh Bạch, tôi không có gì để báo đáp, cảm ơn đại ân đại đức của anh." Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ hơi khó xử và xấu hổ, cười vài tiếng nói, "Tiểu thư Khương, buổi tối gió lớn, khoác thêm áo đi." Nói xong, Tiêu Chính Văn cầm áo gió khoác lên người Khương Vi Nhan. Vào lúc đó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, trong lòng Khương Vi Nhan cứ như bị điện giật cảm thấy hai mắt của anh Bạch rất giống một người, Tiêu Chính Văn. Lẽ nào là ảo giác của cô sao? Tiêu Chính Văn cũng phát hiện Khương Vi Nhan nhìn chầm chầm vào ánh mắt của anh với vẻ kỳ quái nên vội vàng quay đầu đi, nói tiểu thư Khương, tôi đưa cô ra ngoài. Khương Vi Nhan khẽ đáp rồi đi theo Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng. Lúc đến cửa, đột nhiên Khương Vi Nhan can đảm nhỏ giọng hỏi, anh Bạch, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, không biết có nên hỏi hay không. Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ mỉm cười đáp, tiểu thư Khương muốn hỏi gì vậy? Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, ngước mắt lên, rất nghiêm túc nhìn đối phương, yếu ớt hỏi, anh Bạch, anh có thể tháo mặt nạ xuống không, để cho tôi xem thử. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ sửng sốt, lẽ nào Khương Vi Nhan đã phát hiện được gì rồi? Tiểu thư Khương, đây là, đây là chuyện riêng của tôi, tôi từng trải qua một trận hỏa hoạn, khuôn mặt bị bỏng không được đẹp bộ dáng rất xấu sợ là sẽ dọa sợ tiểu thư khương tiêu chính văn vội vàng giải thích khương vi nhan nghe vậy trong lòng hơi thất vọng nhưng vội nói thật ngại quá anh bạch là tôi lỗ mãng rồi sau đó khương vi nhan xoay người rời đi lúc này trong hành lang đều là người của tiêu chính văn mà khi rời đi ánh mắt khương vi nhan đột nhiên phát hiện hai bóng người bên hành lang có một bóng người rất quen thuộc hình như là người bạn bên cạnh của Tiêu Chính Văn Long nhất, nhưng đợi đến khi Khương Vi Nhan quay đầu nhìn lại lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của người đó đâu. Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của cô sao? Xem ra, vẫn nên đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra. Chờ sau khi Khương Vi Nhan đi khuất, Long Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn đi đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, nhìn thấy anh tháo mặt nạ xuống, nghi hoặc hỏi chủ soái, vì sao anh lại đeo mặt nạ? chẳng lẽ anh sợ tiểu thư khương nhận ra anh sao tiêu chính văn nghiêng đầu chừng mắt nhìn long nhất mắng ngu xuẩn khoảng thời gian này tôi vốn đang ăn cơm bàn chuyện hợp tác với đỗ tình tuyết tôi làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ nếu khiến khương vi nhan nghi ngờ sẽ gây phiền phức không nhỏ tới kế hoạch của chúng ta sau này hơn nữa nhà họ viên trong bốn gia tộc lớn hiện nay đã lộ mặt rồi tôi làm việc càng phải cẩn thận hơn nữa nếu để những người trong bóng tối phát hiện được Khương Vi Nhan và Nana, rồi làm những việc thương tổn đến mẹ con hai người họ thì cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình, hiểu chưa? Long nhất vội vàng cúi đầu đáp, hiểu rồi ạ, à, chủ soái, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ màu trắng trong tay, nói thân phận anh Bạch này vẫn còn có thể dùng đến, ít nhất sau này đối mặt với Khương Vi Nhan, tôi có thể dùng thân phận anh Bạch không kiêng kỵ gì để giúp cô ấy. Long nhất, anh đi sắp xếp, lấy danh nghĩa anh Bạch thu mua doanh nghiệp tiêu thị đã bị phá sản thanh lý chuyển nhượng vào 5 năm trước của nhà họ Tiêu. Tôi muốn lấy lại doanh nghiệp của nhà họ Tiêu, giúp tâm huyết của bố tôi, một lần nữa đứng trên đỉnh của Tu Hà. Tiêu Chính Văn nói xong, trong mắt ngập tràn vẻ hào hứng. Bố, con sẽ giúp bố hoàn thành tâm huyết cả đời của bố. Vâng, thưa chủ soái. Long Nhất đứng nghiêm trào, sau đó nói, vậy Đỗ Hạo Hiên kia thì bắn chết sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, trước tiên cứ để đội thanh tra giam giữ. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn, trở về nhà chơi cùng Nana. Không lâu sau, Khương Vi Nhan trở về với dáng vẻ hoảng hốt và sắc mặt mệt mỏi. Tiêu Chính Văn vội bưng đến ly trà an thần vừa pha nói, vợ à, mệt rồi phải không, trà an thần vừa pha, uống vào có thể an thần, giúp ngủ ngon. Khương Vi Nhan nhìn ly trà an thần trước mặt, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn, viên mắt liền đỏ hoe ôm chầm lấy anh, khóc nói Tiêu Chính Văn, em xin lỗi anh, xin lỗi Tiêu Chính Văn sửng sốt, bỏ ly trà xuống, dịu dàng vỗ sau lưng Khương Vi Nhan, nhẹ giọng nói, sao vậy? Có phải bị người khác ức hiếp rồi không? Nói với anh, anh ra mặt thay em xử lý. Khương Vi Nhan khóc một lúc, mới từ trong ngực Tiêu Chính Văn rứt ra, lau nước mắt, do dự một lúc lâu mới nói tiêu chính văn tối nay em và tổng giám đốc đỗ đỗ hạo hiên của tập đoàn đỗ thị bàn chuyện hợp tác nhưng em không ngờ anh ta lại bỏ thuốc với em cái gì đỗ hạo hiên bỏ thuốc với em sao anh đi giết anh ta biểu cảm như bị bệnh tâm thần của tiêu chính văn lúc này giống như bao người chồng bình thường khác cầm lấy dao liền lao ra ngoài khương vi nhan bị dọa sợ vội vàng kéo tiêu chính văn lại nói tiêu chính văn anh điên rồi anh nghe em nói đã, em không sao, thực sự không bị làm sao cả, sau đó, anh Bạch của Sơn Trang Bạch Mã đã cứu em, Khương Vi Nhan kể hết mọi chuyện cho Tiêu Chính Văn. Anh Bạch, là anh Bạch mà từ phân muốn hợp tác đó sao? Tiêu Chính Văn im lặng một lúc lâu mới hỏi lại, trong giọng điệu mang theo vẻ ghen tuông. Khương Vi Nhan gật đầu nói, "Ừ, là anh ấy." Lúc nói xong, cô còn lén liếc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, "Tiêu Chính Văn, anh sẽ không giận chứ?" Xin lỗi, vốn dĩ em không muốn đi, là ông nội và mấy người bác cả ép em đi, em cũng không ngờ Đỗ Hạo Hiên lại dám, nói xong, nước mắt trong suốt của Khương Vi Nhan liền rơi xuống. Đến lúc này, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng rồi nói, em không sao là tốt rồi, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều không sao. Có lẽ, bây giờ mới là lúc Khương Vi Nhan đau khổ nhất cô sẵn lòng bày tỏ kể hết nỗi lòng với anh như vậy đây chẳng phải là đang để ý đến cách nhìn của anh hay sao khương vi nhan cũng không ngờ tiêu chính văn lại khoan dung và độ lượng với cô như vậy trái tim bất an lúc này đã có thể yên tĩnh lại đột nhiên cô ngồi thẳng người nói tiêu chính văn mặc dù em biết anh không thích anh bạch nhưng anh ấy đã giúp em hai lần rồi em muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm anh yên tâm chỉ là một bữa cơm cảm ơn bình thường thôi ừ đương nhiên là phải mời người ta ăn bữa cơm tiêu chính văn còn đang nghĩ nên xử lý đỗ hạo hiên như thế nào đột nhiên phản ứng lại kích động hỏi cái gì em muốn mời anh bạch ăn cơm ư sao vậy khương vi nhan nhìn thấy tiêu chính văn đột nhiên giật mình nghi hoặc hỏi mỗi khi nhắc đến anh bạch cô luôn cảm thấy tiêu chính văn rất kỳ lạ nhìn dáng vẻ của anh như này anh có quen biết với anh bạch đúng không khương vi nhan lại hỏi Tiêu Chính Văn bày ra vẻ mặt buồn rầu và bất đắc dĩ. Đâu chỉ là quen biết, người chồng trước mặt em chính là anh Bạch kia đó, làm sao bây giờ? chương 269, nhà họ Tần nổi giận. Thấy Tiêu Chính Văn do dự muốn nói gì đó, Khương Vi Nhan tưởng rằng Tiêu Chính Văn đang tức giận vì ghen, cô kéo cánh tay anh rồi nói, được rồi, được rồi, chỉ là mời người ta đi ăn cơm thôi mà, em có thể thề với anh, cả đời này em sẽ là vợ của Tiêu Chính Văn, cũng chỉ có anh mới có thể là bố của Nana, vậy đã được chưa? Tiêu chính văn quay đầu lại, nhìn Khương Vi Nhan trước mặt, ánh mắt trong veo mà nghiêm túc khiến anh trào dâng niềm yêu thương. Được, anh tin em, vậy thì mấy ngày nữa mời anh ta ăn bữa cơm đi. Tiêu chính văn vuốt tóc Khương Vi Nhan nói, nhưng em không quen anh Bạch, làm sao liên hệ với anh ta? Lúc này, Khương Vi Nhan mới phản ứng lại, chấp đôi mắt to, bĩu môi nói, đúng vậy, anh bạch thần bí như vậy, em cũng không hỏi cách liên lạc với anh ấy, tiêu chính văn cười nói, nếu đã vậy thì bỏ đi. Khương Vi Nhan thở dài nói, đành vậy thôi. Sau đó, Khương Vi Nhan đứng dậy, uống ly trà an thần tiêu chính văn pha cho, chuẩn bị đi tắm rửa. Còn tiêu chính văn ngồi trong phòng khách, lén lút nhìn Khương Vi Nhan đi vào phòng tắm, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Long Nhất, hạ giọng nói, Long Nhất, anh nghĩ cách để khương vi nhan biết số điện thoại của anh bạch đi ừ đừng để lộ là ý của tôi cúp điện thoại tiêu chính văn mới thở phào nhẹ nhõm nếu vợ đã muốn mời anh bạch ăn cơm thì anh nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô có lẽ sau khi ăn xong bữa cơm này khương vi nhan sẽ không còn quan tâm gì đến anh bạch đó nữa nhưng đến lúc đó anh phải đóng vai anh bạch thế nào đây cùng lúc đó Tần Hạo đã trở về biệt thự nhà họ Tần ở tỉnh ngay trong đêm. Toàn bộ biệt thự nhà họ Tần nguy nga tráng lệ, sáng rực rỡ, ai không biết còn tưởng đây là tòa cung điện. Lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Tần, Tần Hạo quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, nhìn người bố có thân hình cao lớn đang đứng chắp tay, giống lên, "Bố, bố phải làm chủ cho con, tên Tiêu Chính Văn kia thật vinh váo, hắn dám ra tay với con, 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 có gì thì nói đi." ấp a ấp úng mãi, mày có phải là con cháu nhà họ Tần không hả? Tần Trấn Thiên quay người lại, lạnh lùng nhìn Tần Hảo. Tần Trấn Thiên là gia chủ nhà họ Tần, cũng là chủ tịch của tập đoàn Tần Thị. Tổng tài sản hơn 60 tỷ tệ. Ở tỉnh này, ông ta là gia chủ thế gia hạng nhất. Điều đáng sợ hơn là Tần Trấn Thiên còn có chức vụ trong cơ quan chính quyền tỉnh, lại là một trong 10 đại biểu xuất sắc của doanh nghiệp, từng tham gia hội nghị xây dựng kinh tế tỉnh. Có thể nói, thực lực của Tần Trấn Thiên ở tỉnh không thua kém gì thực lực của Lý Trường Thắng người giàu có nhất tu hà. Tần Hạo quỳ dưới đất, vừa khóc vừa run rẩy hét lên, bố, tên tiêu chính văn kia đã giết đại hổ và nhị hổ của âm sơn tam hổ rồi, bây giờ chỉ còn tam hổ sống thôi, ầm. Bỗng chốc, ngọn lửa giận của Tần Trấn Thiên bùng cháy mãnh liệt. Mày nói cái gì, thằng bất hiếu, mày có biết tao nuôi dạy âm sơn tam hổ này bao nhiêu năm rồi không hả? Bây giờ mày lại nói là đã chết mất hai rồi." Tần Chấn Thiên gào thét, tiến lên đá vào vai Tần Hạo, khiến hắn ngã sóng xoài. Bọn họ là binh vương cấp 4 sao và binh vương cấp 3 sao đấy. Âm Sơn Tam Hổ cũng đã từng thay nhà họ Tần làm rất nhiều chuyện không tiện xử lý công khai. Tần Hạo cũng vội vã nằm xuống, vừa khóc vừa gào lên, "Bố, con cũng không biết tên tiêu chính văn kia lại lợi hại như vậy." đại hổ và nhị hổ còn chưa qua nổi một chiêu của hắn đã chết rồi, bố, còn thấy âm sơn tam hổ gì đó chỉ là cái danh thôi, lừa tiền tài nhà họ tần chúng ta, nếu không thì tại sao không đánh nổi một thằng ở rể ở tu hà chứ, im mồm. Tần chấn thiên gầm lên, mắt trợn lên tràn đầy vẻ tức giận, tam hổ đâu? Ở, ở ngoài cửa chờ, tần hạo vội vàng đáp. Tần chấn thiên quát lớn, cút sang một bên cho tao, bảo tam hổ vào đây. Vâng, vâng. Tần Hạo nhanh chóng đứng dậy, cung kính lùi về phía sau Tần Trấn Thiên. Tần Trấn Thiên rất oai phong ở nhà họ Tần, nói một là một hai là hai. Chẳng mấy chốc, Tam Hổ người sống sót duy nhất trong âm sơn Tam Hổ bước vào, quỳ xuống trước mặt Tần Trấn Thiên nói, gia chủ, là thuộc hạ xử lý chuyện không tốt. Tần Trấn Thiên nhíu mày nhìn Tam Hổ, lạnh lùng hỏi, tên tiêu chính văn kia thật sự lợi hại vậy sao? Lúc này, Tam Hổ nhớ lại mọi chuyện trong khách sạn, cả người vô thức run lẩy bẩy. Tiêu chính văn hoàn toàn là cơn ác mộng của hắn. Thật quá đáng sợ. Bây giờ nghĩ đến ánh mắt đó, tam hổ đều cảm thấy không chân thật. Thưa gia chủ, tên tiêu chính văn đó rất lợi hại, thực lực tuyệt đối không chỉ là binh vương cấp 4 sao. Anh cả bị một chiêu đánh bại, anh hai cũng vậy. Tôi nhớ trước khi anh hai chết đã nói một câu, Tam Hổ nói với vẻ mặt sợ hãi. Nói gì, Tần Trấn Thiên lạnh lùng hỏi chương 270, chiến thần chiến thần, tam hổ trả lời, chiến thần. Tần chấn thiên nhíu mày, hít sâu một hơi, hỏi lại cậu chắc chắn anh hai của cậu nói là chiến thần chứ? Sao có thể như vậy chứ? Thật sự là chiến thần sao? Thật kinh khủng. Một nhân vật lợi hại như chiến thần, trong chiến khu, ít nhất cũng là cấp bậc trung tướng. Nhân vật như vậy lại là con rể nhà họ Giang ở Tu Hà nhỏ bé sao? Tam Hổ nói một cách chắc chắn, Thưa gia chủ, trước khi chết, quả thật là anh hai đã nói câu này, nhưng tôi cũng không dám chắc thực lực của Tiêu Chính Văn có phải là chiến thần hay không, cũng có thể là thực lực của cấp bậc quân vương. Soạt. Sắc mặt của Tần Chấn Thiên liền trở nên xám xịt. Ông ta nói, cho dù không phải là chiến thần, có thể giết Đại hổ và Nhị hổ trong một chiêu thì ít nhất cũng là quân vương. Người như vậy, nhà họ Tần chúng ta cũng không dễ động vào đâu. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn chằm chằm tần hạo với ánh mắt lạnh tanh, quát lớn, thằng mất dậy. Sao mày lại động vào nhân vật lớn như vậy chứ? Tần hạo che mặt, uất ức nói, bố, con đâu biết tiêu chính văn lại lợi hại như vậy chứ? Rõ ràng hắn là con chó hoang nhà họ tiêu, lại còn là một tên vô dụng, mày còn thấy ấm ức lắm phải không? Tần chấn thiên trợn mắt, giơ tay lên định đánh, tần hạo nhanh chóng tránh né. Tam hổ quỳ dưới đất nói, gia chủ, có lẽ chúng ta có thể nhờ đại sư lưu đi gặp tiêu chính văn xem thực lực của hắn nếu không phải là quân vương thì chúng ta có thể diệt trừ hậu họa báo thù cho anh cả và anh hai của tôi còn nếu đúng thật là quân vương trở nên thì gia chủ có thể dùng tiền để giữ hắn lại để hắn trở thành trợ thủ cho nhà họ tần tần trấn thiên nhìn tam hổ bằng ánh mắt nghi hoặc nói tâm tư của cậu thật kín đáo thật khoan dung từ bi nếu cậu ta thực sự là quân vương thì mối thù của anh cả và anh hai cậu không báo nữa sao?" Tam Hổ nhanh chóng dập đầu nói, "Những năm qua đều là nhờ gia chủ Thu nhận ba anh em tôi, nếu không có gia chủ Tần thì sẽ không có ba người chúng tôi. Nếu Tiêu Chính Văn có ích cho nhà họ Tần thì tôi bằng lòng từ bỏ chuyện báo thù." Tần Chấn Thiên nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, nói, "Vậy thì bảo đại sư Lưu đi gặp Tiêu Chính Văn, nếu không lợi hại như chúng ta nghĩ thì giết luôn." báo thù cho anh cả và anh hai của cậu. Còn nếu thực sự có thực lực thì yên tâm, tôi chắc chắn cũng không để cậu chịu thiệt. Cảm ơn gia chủ, tam hổ dập đầu, sau đó rời khỏi sảnh lớn. Ánh mắt tần chấn thiên đầy vẻ lạnh lẽo, tự nhủ tàn dư nhà họ tiêu, ha ha, thú vị đấy, không ngờ sau 5 năm, lại trưởng thành đến mức này, hay là cậu ta còn có thân phận không thể nói cho người khác biết. Tần chấn thiên không phải là kẻ ngốc. Với thực lực như vậy, nếu nói tiêu chính văn là kẻ vô dụng thì những người khác mới thực sự là vô dụng tần trấn thiên gọi điện cho đại sư lưu nói vài câu đơn giản đầu dây bên kia vang lên một điệu cười sảng khoái gia chủ tần ông yên tâm ngày mai tôi sẽ đến tu hà gặp tên tiêu chính văn đó sau khi cúp điện thoại tần trấn thiên nhìn màn đêm bên ngoài chìm trong suy nghĩ ánh mắt hướng về phía tu hà sáng sớm hôm sau Khương Vi Nhan nhận được điện thoại khẩn cấp của công ty yêu cầu cô đến công ty họp gấp, chuyện này liên quan đến chuyện hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị. Sau khi biết chuyện, Tiêu Chính Văn liền an ủi cô, yên tâm đi, không sao đâu, em đi trước đi. Trong lòng Khương Vi Nhan rất rối bời, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể ngồi vào xe của Tiêu Chính Văn, đến công ty. Tạm biệt Tiêu Chính Văn ở cửa, cô quay người đi vào công ty. Sau khi nhìn thấy Khương Vi Nhan bước vào, Tiêu Chính Văn lái xe về nhà, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc mặt nạ màu trắng, đồng thời gọi điện cho Long Nhất, nói, Long Nhất, chuẩn bị đội ngũ kinh doanh ưu tú nhất, lát nữa, tôi sẽ lấy thân phận anh Bạch để đến công ty nhà họ Khương. Gió thưa chủ soái, tôi đã sắp xếp xong rồi, 50 nhân tài ưu tú nhất các ngành trong thành phố đã sẵn sàng chờ mệnh lệnh. Ngoài ra, một chiếc Rolls Royce, 5 chiếc Maybach và 10 chiếc xe Mercedes-Benz S-Class đã sẵn sàng. Có thể tiếp đón chủ soái bất cứ lúc nào." Long Nhất cung kính nói. Chương 271, mong cậu Bạch thứ lỗi. Lúc này trong công ty nhà họ Khương đang có cuộc đàm phán gay gắt liên quan tới tập đoàn Đỗ thị. Sáng sớm bọn họ đã nhận được thông báo tạm dừng hợp tác với công ty nhà họ Khương từ tập đoàn Đỗ thị. Bởi vì tối qua Đỗ Hạo Hiên đã bị bắt, tới giờ vẫn chưa được thả ra. Mọi người nhà họ Khương chợt chĩa mũi nhọn vào Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải tối qua cô bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Đỗ sao? Sao đột nhiên cậu ấy bị lại bắt? Lúc đó cô đang làm gì vậy? Hay là có liên quan gì tới cô? Khương Văn Kỳ ngồi ở vị trí phó chủ tịch, khuôn mặt u ám nhìn Khương Vi Nhan rồi hét lên. Khương Mỹ Nhiên cũng khó chịu mắng chửi, Khương Vi Nhan. Cô đừng giả câm, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cô có biết rằng hợp tác lần này của chúng ta với tập đoàn Đỗ thị là dự án 100 triệu tệ, nếu dự án này không còn nữa thì cũng giống như nhà họ Khương mất trắng 100 triệu tệ này hay không? Mọi người trong nhà họ Khương cũng liên tục hùa theo trách móc. Khương Vi Nhan, thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tổng giám đốc Đỗ lại đột nhiên bị bắt? Cô có đắc tội với tổng giám đốc Đỗ không hả? Vậy chẳng phải công ty nhà họ Khương sắp gặp hỏa rồi hay sao? chết thật sao tối qua lại để cô ta đi bàn chuyện hợp tác cơ chứ đối mặt với lời mắng nhiếc chỉ trích và nhục mạ của mọi người khương vi nhan cúi đầu không nói lời nào cô không biết nên nói gì cả chẳng lẽ nói với họ là vì đỗ hạo hiên muốn cưỡng hiếp mình sau đó bị anh bạch dậy cho bài học sao chuyện này quá trùng hợp rồi thấy khương vi nhan không lên tiếng Khương Thái Sương đang ngồi ở vị trí chủ tịch cũng lập tức khó chịu gõ mạnh cây gậy trong tay rồi quát Khương Vi Nhan. Cô nói rõ chuyện tối qua mau, nếu không nhà họ Khương sẽ không giữ cô lại nữa. Bỗng chốc, người nhà họ Khương trong phòng họp nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan với ánh mắt thù hằn căm ghét. Khương Vi Nhan không chịu nổi bầu không khí này nên chỉ đành giải thích, là do anh Bạch, cậu Bạch. Cậu Bạch nào cơ? Khương Thái Sương nhăn mặt hỏi. Khương Văn Kỳ đột nhiên phản ứng Nói ý cô là cậu Bạch từng xuất hiện ở sơn trang Bạch Mã đó hả? Xoạt. Nghe thấy vậy, mọi người mặt đối mặt ngơ ngác nhìn nhau. Việc này có liên quan gì tới anh Bạch? Khương Vi Nhan, cô có bịa lý do cũng bịa cho thật chút chứ? Khương Mỹ Nhiên lạnh lùng mắng nhiếc, khóe mắt lóe tia sắc lạnh. Con nhỏ Khương Vi Nhan này còn nói bậy nữa. Vậy mà lại lôi cả anh Bạch vào. Chẳng lẽ cô ta không biết dạo gần đây anh Bạch rất nổi danh ở Tu Hà hay sao? Mấy ngày gần đây, những tin đồn về anh Bạch là ông chủ đầu tư sau lưng Lý Trường Thắng ngày càng nhiều. Hơn nữa sáng nay còn có tin rằng anh Bạch muốn thu mua lại doanh nghiệp tiêu thị đã phá sản và thanh toán chuyển nhượng cách đây 5 năm trước, chuyện này đã gây xôn xao cả một buổi sáng. Trước khi mở cuộc họp, bọn họ còn đang bàn tán rốt cuộc anh Bạch này là người như nào, vì sao lại đột nhiên thu mua doanh nghiệp tiêu thị Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, ngồi xuống nói tối qua, cháu đi bàn chuyện hợp tác với Đỗ Hảo Hiên, nhưng sau đó anh ta muốn xâm hại cháu, đúng lúc anh Bạch cũng ở cùng tầng nên đã đi qua, tiện tay cứu cháu, sau khi cháu tỉnh mới nhận ra Tổng Giám Đốc Đỗ không có ở đó. Anh Bạch nói, anh ta đã bị người của đội thanh tra dẫn đi rồi, Khương Vi Nhan vừa nói xong thì cả phòng họp hoàn toàn yên lặng. Mọi người chố mắt nhìn nhau. Khương Văn Kỳ là người đầu tiên đứng dậy, chỉ vào khương vi nhan mắng chửi nói bậy khương vi nhan cho dù cô muốn nói dối cũng phải lựa lời cho thật chút chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cậu bạch sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó còn tiện tay cứu cô sao cậu ấy lại cứu cô cơ chứ cô là gì của cậu ấy hả phải đó khương vi nhan cô ăn nói lung tung như vậy là cố tình đùa bỡn chúng tôi hay sao nhân vật tai to mặt lớn như anh bạch sẽ vì cô mà đắc tội tổng giám đốc đỗ gây hấn với tập đoàn đỗ thị lớn như thế sao khương mỹ nghiên tiếp tục chửi bới sau đó mọi người cũng trách móc không ngừng đôi mắt khương vi nhan đỏ ửng bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau nghẹn ngào nói bác cả chị mỹ nghiên những lời cháu nói đều là thật thật sự là anh bạch đã cứu cháu thật không vậy được giờ cô liên lạc với cậu bạch đến đây đối chất trực diện khương văn kỳ nở nụ cười khẩy nói phải mau liên lạc với anh bạch giáp mặt đối chất. Khương Mỹ nghiên phụ họa theo. Khương Vi Nhan sững sờ, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói cháu, cháu không có phương thức liên lạc của anh Bạch, ha ha. Nghe kể vậy, mọi người đều khinh thường, cười chế diếu Cười chết mất, nếu anh Bạch đã cứu cô, chẳng lẽ không để lại cách thức liên lạc hay sao? Nực cười, quá nực cười, Khương Vi Nhan, cô nói dối ghê quá rồi đấy. Vô lý thật sự nhân vật có tiếng như anh Bạch sao lại trùng hợp cứu cô được cơ chứ? Mọi người nói qua lại, chửi bới và cười chế giễu một cách trắng trợn. Khương Vi Nhan chỉ có thể cúi đầu, mắt ngấn lệ. Lúc này, Khương Thái Sương cũng khịt mũi, quát Khương Vi Nhan, tôi cho cô cơ hội cuối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cô không nói thật thì đừng trách tôi vô tâm đuổi mấy người ra khỏi nhà họ Khương rồi ra lệnh ngăn chặn sự phát triển ở Tu Hà. Cô nên biết đây là dự án 100 triệu tệ, có ý nghĩa như nào với nhà họ Khương. Ông ơi, cháu thật sự không nói dối, những lời cháu nói đều là thật. Khương Vi nhan đỏ cả mắt, nước mắt giàn ruộng. Hừ, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, đứng bật dậy, vung gậy trong tay lên muốn đánh Khương Vi nhan. Nhưng đúng lúc này, một nhân viên trợ lý thở hổn hển xông vào với gương mặt trắng bệch, hét lên, chủ tịch, anh, anh bạch tới rồi. Xoạt, bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên một ngạt. Khương Thái Sương nghi ngờ, cậu Bạch nào tới cơ? Là anh Bạch của Sơn Trang Bạch Mã dạo gần đây rất nổi danh đó, trợ lý vội vàng nói. Xoạt, người nhà họ Khương há hốc miệng kinh ngạc, sao anh Bạch lại tới công ty nhà họ Khương? Còn người Khương Thái Sương co rút, nghi ngờ nhìn sang Khương Vi Nhan, sau đó mới phản ứng lại, nói, "Mau, mau lên. Theo tôi đi đón tiếp cậu Bạch." Lúc này khương văn kỳ khương mỹ nhiên và đám người nhà họ khương đều rất phấn khích và kích động anh bạch đột nhiên đến công ty nhà họ khương là chuyện vô cùng tốt bỗng chốc cả nhóm người quên mất khương vi nhan vội vội vàng vàng chạy ra cửa khương vi nhan ngồi tại chỗ ấm ức lau nước mắt trong lòng cũng hơi hồi hộp anh bạch vậy mà lại tới rồi cô cũng đứng dậy đi theo sau mọi người bước ra khỏi phòng họp ở cửa công ty nhà họ Khương lúc này có một chiếc Rolls Royce giá khoảng tầm 10 triệu tệ đang chậm rãi dừng trước cửa. Theo sau đó là 5 chiếc Maybach, còn có 10 chiếc Mercedes-Benz S-Class. Khi thấy cảnh này, Khương Thái Sương và đám người nhà họ Khương đang vội vàng ra cửa cũng thốt lên kinh ngạc. Thật khoa trương, thật khí thế. Ngay cả người giàu nhất Tu Hà là Lý Trường Thắng cũng không có thế trận lớn như này. Đây có phải là sự biểu tượng cho sự giàu có và địa vị? Sau đó, khi cửa xe mở ra, 50 nam nữ mặc đồ vest tinh xảo, chỉnh tề bước xuống xe, xếp thành năm hàng một cách kính cẩn. Cuối cùng, khi Khương Thái Sương, Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên và những người quản lý cấp cao trong công ty đang phấn khích và vui mừng ngóng trông thì cửa chiếc xe Rolls Royce mở ra. Trong xe, một người đàn ông anh Tuấn, cao to, đẹp trai, mặc một bộ vest trắng, đeo mặt nạ trắng, phong độ bước xuống xe. Khí thế ngút trời anh Bạch ở Tu Hà. Khương Thái Sương vô cùng kích động, vội vàng dẫn người dảo bước tới trước, đưa tay và cười lấy lòng, chào cậu Bạch, chúng tôi cũng vừa biết tin nên chưa chuẩn bị tiếp đón kịp, mong cậu Bạch thứ lỗi. chương 272, 200 triệu. Tiêu chính văn đeo mặt nạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Thái Sương và Khương Văn Kỳ trước mặt đang ra sức nịnh bợ, khóe miệng khẽ nhách lên. Nhưng anh vẫn bắt tay với đám người Khương Thái Sương, lạnh nhạt nói, ông Khương, hôm nay tôi tới đây là để bàn việc hợp tác với nhà họ khương gì cơ cậu bạch muốn bàn chuyện hợp tác với công ty nhà họ khương khương thái sương nghe thấy vậy sắc mặt bỗng trở nên hồng hào lão vô cùng vui mừng vô cùng phấn khích lão chưa bao giờ nghĩ rằng một nhân vật cao quý và bí ẩn như cậu bạch lại thực sự đích thân đến để bàn chuyện hợp tác với công ty nhà họ khương đây là ông trời đang yêu ái nhà họ khương sao Khương Thái Sương rất đối vui vẻ, lão cúi người, cung kính nói cậu bạch, mời cậu vào trong. Khương Văn Kỳ cũng tràn đầy hứng khởi, theo sát Khương Thái Sương. Khương Mỹ nghiên say mê tiêu chính văn người đang đeo mặt nạ đến đỡ đấn, từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhìn chằm chằm anh, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và tôn sùng, ôi! Đây chính là anh Bạch, anh ấy thực sự rất đẹp trai, dù anh Bạch luôn đeo mặt nạ nhưng không thể nào che giấu được vẻ đẹp trai và độ giàu có của anh ấy. Nhìn khí thế này đi, còn phong độ hơn cả Lý Trường Thắng, người giàu nhất tu hà. Thảo nào người ta vẫn đồn rằng anh Bạch là ông chủ đầu tư đứng sau Lý Trường Thắng. Vậy chẳng phải anh Bạch mới là người giàu ngầm nhất ở Tu Hà. Đột nhiên, tất cả mọi người trong nhà họ Khương đều nở nụ cười nịnh hót, theo sau Khương Thái Sương và ba người nhà Khương Văn Kỳ. Từ phân lao ra từ trong đám người, túm lấy Khương Vi Nhan, người vẫn đang nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ đến ngây ngốc, nói: "Đồ ngốc. Cô nhìn xem, cậu bạch này có khí thế thế này cơ mà. Đây là người có tiền bạc, có quyền lực, sao cô không nghĩ thoáng ra được nhỉ? Cô phải biết nắm bắt cơ hội chứ." Lúc trước trong phòng họp, Từ phân không hề nói đỡ giúp Khương Vi Nhan. Bây giờ thì bà ta lại nhảy dựng lên, quả nhiên là mẹ kế trong mắt bà ta chỉ có tiền thôi khương vi nhan sầm mặt xuống vội vàng nói mẹ mẹ đang nói cái gì vậy con sẽ không đồng ý với những gì mẹ nói đâu cô 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 đúng là làm tôi tức chết mà tôi mặc kệ cô đấy việc này tôi nhất định phải lo liệu thay cô người như cậu bạch rất phù hợp với cô ai như con chó tiêu chính văn đúng là một tên rác rưởi từ phân dùng ngón tay đẩy chiếc chán trắng ngần của khương vi nhan sau đó lắc cặp mông to nhanh chóng đuổi theo đám người phía trước khương học bác lúc này cũng đi tới nhìn khương vi nhan đang tuổi thân ông ta bất lực thở dài nói mẹ cô cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi khương vi nhan không nói gì cả khương học bác chỉ đành cất bước đi về phía trước trong lòng khương vi nhan cảm thấy vô cùng đau khổ bối rối cô không biết mình nên làm gì bây giờ lúc này tiêu chính văn người đang đeo mặt nạ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại anh quay đầu kinh ngạc nhìn khương vi nhan hỏi cô khương tối hôm qua cô không sao chứ lời chào hỏi đột ngột khiến khương vi nhan có chút sững sờ cô ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt dưới chiếc mặt nạ nhẹ nhàng quá cảm giác quen thuộc quá cảm giác này chỉ có trong mắt tiêu chính văn tại sao mình luôn liên tưởng anh bạch và tiêu chính văn với nhau chứ Cảnh tượng này cũng khiến Khương Thái Sương, Khương Văn Kỳ và những người khác của nhà họ Khương đều nhìn chầm chầm vào Khương Vi Nhan với vẻ mặt khó hiểu. Khương Vi Nhan vội vàng vén tóc bên mang tai, nói tôi, tôi không sao, cảm ơn anh Bạch tối hôm qua đã giúp tôi, tối qua. Giúp đỡ. Đám người nhà họ Khương đều ngẩn ra, nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ những gì Khương Vi Nhan nói trong phòng họp vừa rồi là sự thật sao? Khương Thái Sương vội vàng mỉm cười, khiêm tốn hỏi, cậu Bạch, cậu và Vi Nhan nhà chúng tôi có chuyện gì sao? Tiêu chính văn đeo mặt nạ lập tức mỉm cười, nói, ồ, tối hôm qua, tôi tình cờ bắt gặp cô Khương suýt bị xâm hại trong khách sạn, vì vậy tôi đã cứu cô Khương. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, chỉ là, người ra tay với cô Khương lại không may mắn như vậy, e là bây giờ đang bị giam ở cục thanh tra rồi. Nghe thấy lời này, đám người họ Khương ngỡ ngàng, hóa ra những gì Khương Vi Nhan nói đều là sự thật. Mọi người chỉ đành cười gượng gạo. Tiêu chính văn đeo mặt nạ cũng không quá để ý, anh xoay người bước vào công ty nhà họ Khương. Trong phòng họp, tiêu chính văn thản nhiên ngồi vào vị trí chủ tịch. Đây là vị trí mà bình thường tiêu chính văn chắc chắn không có cơ hội được ngồi, thậm chí anh còn không có tư cách bước vào phòng họp. Bởi vì, trong mắt Khương Thái Sương và những người khác, anh chỉ là con chó hoang của nhà họ tiêu, chỉ là đồ rác rưởi ăn bám. Tuy nhiên, hiện tại, thân phận của anh chính là anh Bạch, được mọi người trong nhà họ Khương vô cùng ngưỡng mộ và săn đón. Bằng không, một người luôn coi thường anh là Khương Mỹ Nghiên sao có thể tự tay rót trà cho anh một cách nhiệt tình như vậy chứ? Anh Bạch, tôi đã pha sẵn trà Long Tỉnh rồi, mời anh uống thử. Khương Mỹ Nghiên bước tới, cầm theo một tách trà, bàn tay cô ta trắng như ngọc, cố ý chạm vào tay Tiêu Chính Văn khi đưa trà đôi mắt đào hoa kia không ngừng nháy mắt với tiêu chính văn dưới lớp mặt nạ tiêu chính văn nhếch môi cười lạnh lùng đột nhiên anh hất tay khiến chén trà nóng đổ hết lên chiếc áo khoác trị giá mấy chục nghìn tệ của khương mỹ nghiên a à, khương mỹ nghiên bị dọa sợ mặt mũi tái mét tiêu chính văn đeo mặt nạ nhanh chóng nói tôi xin lỗi tôi xin lỗi chén trà nóng quá phó giám đốc khương cô không sao chứ trong lòng khương mỹ nghiên đang sót chết đi được đây là chiếc áo khoác của Balenciaga mà cô ta đã mua với giá 30.000 tệ. Tuy nhiên, ngoài mặt cô ta lại phải giả vờ không sao, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi không sao, tôi không sao, xin lỗi anh Bạch, là tại tôi không chú ý đến nhiệt độ của chén trà, anh có bị bỏng không?" Đây rõ ràng là lợi ích của việc có tiền bạc và địa vị. Tiêu Chính Văn Thầm cười lạnh lùng. Ngay cả khi anh cố tình làm vậy, khương mỹ nghiên ngược lại vẫn nghĩ là do cô ta làm sai hơn nữa còn vội vàng xin lỗi nếu chiếc mặt nạ được tháo ra khi nhìn thấy gương mặt thật sự chính là tiêu chính văn mà cô ta luôn chế nhạo và khinh thường cô ta chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ tự sát luôn cho rồi tiêu chính văn lắc đầu nói tôi không sao khương mỹ nghiên thở phào nhẹ nhõm may mắn thay cô ta không chọc giận anh bạch khương văn kỳ cũng ho khan một tiếng mỹ nghiên con đi lấy một cốc nước ấm khác tới đây. Khương Mỹ Nhiên vội vàng đổ đầy một cốc nước ấm, đặt trước mặt tiêu chính văn, sau đó mỉm cười ngồi xuống, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trên mặt tiêu chính văn. Giờ phút này, trong lòng cô ta tôn kính anh vô hạn. Anh Bạch này rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn rất đẹp trai đúng không? Bằng không, anh ấy cũng sẽ không đeo mặt nạ, trông bí hiểm như vậy, chắc hẳn là lo các cô gái bị vẻ đẹp của anh ấy hút hồn. Ngay khi Khương Mỹ Nhiên đang say đắm, suy nghĩ vẩn vơ, tiêu chính văn thờ ơ nói, Chủ tịch Khương, mục đích tôi đến đây lần này rất đơn giản, tôi muốn hợp tác với nhà họ Khương. Tuy nhiên vẫn còn có một vài điều kiện khác nữa, không biết các vị có làm được không? Khương Thái Sương kích động nói, cậu Bạch, cậu cứ nói đi, nhà họ Khương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng, 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 cậu Bạch, cho dù cậu có đưa ra 100 điều kiện, chúng tôi cũng đồng ý, Khương Văn Kỳ nói. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Có thể hợp tác với người này, danh tiếng của nhà họ Khương ở Tu Hà chắc chắn sẽ ngày một nâng lên. Tiêu chính Văn gật đầu, nói thẳng, đầu tiên, nhà họ Khương phải từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, bởi vì tôi không thích tập đoàn Đỗ Thị cho lắm. Nói chính xác hơn, tôi thực sự không thích những kẻ tiểu nhân bẩn thỉu như Đỗ Hạo Hiên. Sứt lời, toàn bộ phòng họp đột nhiên trở nên im lặng. Nếu muốn hợp tác với anh Bạch, họ sẽ phải từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Đỗ thị. Khương Thái Sương hiển nhiên là có chút do dự. Xét cho cùng, tập đoàn Đỗ thị là một tập đoàn lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh, tiền vốn trên 50 tỷ. Về phần anh Bạch, họ vẫn chưa biết nguồn vốn của anh thế nào, chỉ là gần đây họ đã nghe rất nhiều tin đồn về anh Bạch. "Cậu Bạch, tập đoàn Đỗ thị đang chuẩn bị hợp tác với chúng tôi một dự án trị giá 100 triệu." Khương Thái Sương nói. Tiêu chính văn đeo mặt nạ hờ hững giơ tay lên và búng ngón tay. Thư ký phía sau lập tức lấy văn kiện hợp tác ra, đặt trước mặt Khương Thái Sương. Sau đó, tiêu chính văn Dửng dưng nói, đây là dự án hợp tác 200 triệu, các vị cân nhắc đi. chương 273, tát vào mặt Khương Mỹ Nghiên. Xì sao? Những người có mặt đều sướng sờ. 200 triệu. Những 200 triệu, Khương Thái Sương đọc từng chữ một trong văn kiện hợp tác mà càng thêm kích động, sau đó lão hít sâu một hơi, mỉm cười và nói, "Cậu Bạch, cậu thực sự định ký dự án hợp tác 200 triệu này với nhà họ Khương chúng tôi sao?" Tiêu Chính Văn lạnh lùng gật đầu, nói, "Đúng vậy." "Được rồi, chúng tôi lập tức chấm dứt hợp tác với tập đoàn Đỗ thị." Khương Thái Sương quyết định dứt khoát. Tập đoàn Đỗ thị có là gì chứ? Một người có thể dễ dàng đưa ra dự án hợp tác 200 triệu tệ như anh Bạch đây chắc chắn không hề thua kém tập đoàn Đỗ thị. Thảo nào, người ta vẫn nói rằng ông chủ lớn đứng sau những khoản đầu tư của Lý Trường Thắng chính là anh Bạch này. Tuy nhiên, trước khi đám người Khương Thái Sương vui vẻ, Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ tiếp tục nói, điều kiện thứ hai là, lần hợp tác này, tôi muốn cô Khương Vi Nhan của công ty ông toàn quyền phụ trách, những người khác không được can thiệp vào không biết ý của chủ tịch khương thế nào tất cả mọi người đều sửng sốt ánh mắt lập tức dừng trên khương vi nhan đang ngồi trong góc khương vi nhan lúc đó cũng ngây người đầu óc trống rỗng cho cô toàn quyền phụ trách từ phân khương thần và khương học bác ở bên cạnh hết sức ngạc nhiên ngay sau đó từ phân liền kéo khương vi nhan kích động hét lên con còn ngồi ngây làm gì mau cảm ơn cậu bạch đi e là cậu bạch đã nhìn chúng con rồi ôi trời ơi con gái của tôi ơi con sắp trở thành cô bạch rồi giọng của từ phân tuy không lớn nhưng lúc này trong trong phòng họp yên tĩnh mọi người đều có thể nghe thấy nhiều người lúc này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cũng đang không ngừng suy đoán anh bạch này tại sao lại quan tâm khương vi nhan thế nhỉ lần trước ở sơn trang bạch mã vì khương vi nhan mà anh bạch còn xảy ra tranh chấp với đỗ hạo hiên thậm chí còn ra tay đánh hắn Tối qua, theo những gì anh Bạch nói, anh đã giải cứu Khương Vi Nhan suýt bị xâm hại khỏi nanh vuốt của Đỗ Hạo Hiên. Bây giờ, đến dự án hợp tác lớn như vậy, 200 triệu, nhưng lại chỉ giao cho một mình Khương Vi Nhan. Nếu nói anh Bạch không có ý với Khương Vi Nhan thì chắc chắn không một ai tin. Khương Mỹ Nghiên lúc này như nổi cơn điên lên. Ánh nhìn của cô ta đầy giận dữ, xen lẫn ghen tị. Đôi lông mày lá liễu nhếch thành một đường. Tại sao chứ? tại sao mọi điều tốt đẹp lại cứ đến với con khốn khương vi nhan đó cô ta ghét khương vi nhan cô ta nhìn chằm chầm vào khương vi nhan đang ngồi trong góc với ánh nhìn cay nghiệt cô ta sinh hơn mình sao biết hầu hạ người khác hơn mình sao a a a khoảnh khắc này trong lòng khương mỹ nghiên đã sắp phát điên lên rồi tại sao anh bạch không chọn mình mà chọn con chó cái khương vi nhan đó nếu ánh mắt có thể giết người thì Khương Vi Nhan giờ phút này đã bị Khương Mỹ Nghiên chém cả ngàn nhát rồi. Từ phân lúc này mới nhận ra rằng mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình một cách kỳ lạ. Khương Học Bác vội vàng kéo bà ta ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Đang ở trong phòng họp bàn chuyện làm ăn, bà ăn nói linh tinh gì vậy?" Từ phân cũng biết mình lỡ lời, ngượng ngùng cười cười, không quên dùng cùi chỏ hẩy người Khương Vi Nhan một cái rồi thấp giọng nói, "Mau đứng dậy cảm ơn cậu Bạch đi." Khương Vi Nhan cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn anh Bạch đang ở cách mình hơn 10 mét, vẻ mặt hoảng sợ và hoang mang. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đó vô cùng dịu dàng và quen thuộc. Thực sự rất giống với tiêu chính văn. Ánh mắt khi đang yêu này không thể sai được. Cảm ơn, anh Bạch, nhưng tôi lo là năng lực bản thân không đủ, Khương Vi Nhan yếu ớt nói. Câu nói này đã khiến ánh mắt sắc bén của Khương Thái Sương và những người khác dịu đi đôi chút. Sau đó, Khương Văn Kỳ vội vàng nói, "Đúng vậy, anh Bạch, Khương Vi Nhan mới đến công ty, năng lực của nó còn thiếu. Nếu cho nó toàn quyền phụ trách một dự án hợp tác lớn như vậy, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Hơn nữa, hiện tại Khương Vi Nhan vẫn đang phụ trách việc hợp tác của tập đoàn Lợi Dân, chúng tôi cũng lo nó bận tối tăm mặt mũi, làm không nổi." Khương Văn Kỳ vừa nói xong, Khương Mỹ Nghiên liền tức giận nói, "Anh Bạch, Khương Vi Nhan chỉ là một cái bình hoa vô dụng." Cô ta không có thực lực gì cả, anh đừng bị dáng vẻ yếu đuối của cô ta lừa gạt, người phụ nữ này vô cùng âm mưu. Cô ta chỉ biết lừa gạt đàn ông ở khắp mọi nơi dựa vào vẻ ngoài đáng thương của cô ta mà thôi. Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại, trong người chợt trào ra một luồng khí ớn lạnh, quay đầu nhìn về phía Khương Mỹ Nghiên, hỏi, "Ồ, ý của cô là cô ấy không có năng lực phụ trách, còn cô thì có?" chương 274, biết cách hầu hạ. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy vậy, lập tức hét lên đầy phấn khích, đúng vậy. Anh Bạch, tôi đã làm việc trong công ty nhà họ Khương nhiều năm rồi, cũng đã tham gia vào các dự án lớn nhỏ. Năng lực của tôi hơn hẳn con khốn đó. Và lại, Khương Mỹ Nghiên nói tới đây còn cố ý nghiêng người, bóp lấy bộ ngực đầy đặn, ghé vào tai tiêu chính văn đeo mặt nạ, nói với giọng quyến rũ anh Bạch, tôi biết cách hầu hạ người khác tôi hứa sẽ làm anh sướng quên lối về luôn. Vừa nói, một chân xinh đẹp dưới bàn của Khương Mỹ Nghiên đã cởi giày cao gót ra, cố ý xoa chân Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhếch khóe miệng, dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén mà nhìn chầm chầm Khương Mỹ Nghiên, nói, phó giám đốc Khương, xin cô tự trọng. Cho dù cô có kỹ năng làm việc trên giường rất tốt, cũng không nên nói cho tôi biết chứ. Tôi thật không có chút hứng thú nào với loại người vô liêm sỉ như cô. Câu nói này khiến cả phòng họp hoàn toàn yên lặng, ai nấy trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Mỹ Nghiên. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Nói Khương Mỹ Nghiên vô liêm sỉ trước mặt mọi người. Khương Thái Sương, Khương Văn Kỳ và các lãnh đạo cấp cao của công ty đều xấu hổ nhìn sang chỗ khác, thậm chí có người còn giả vờ ho vài lần để che giấu sự ngại ngùng. Mất mặt, quá mất mặt. Khương Mỹ Nghiên lúc này mặt mũi đỏ bừng, vẻ mặt sững sờ, trong lòng cô ta bỗng trỗi dậy cảm giác dường như cô ta không được mọi người tôn trọng nữa. Cô ta không ngờ rằng anh bạch lại vạch trần cô ta trước mặt tất cả mọi người. Lẽ nào anh ấy không thích phụ nữ sao? Trông mình rất tệ sao? Vào thời khắc đó, Khương Mỹ Nhiên tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khương Văn Kỳ cũng lạnh lùng nói, Khương Mỹ Nhiên, con ra ngoài trước đi. Đây là cách tốt nhất. Khương Mỹ Nhiên chỉ có thể hậm hực đứng lên, nhưng cô ta bỗng cảm thấy loạn choạng, không thấy giày cao gót của mình đâu cả. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ rừng dưng cầm lấy đôi giày cao gót, giả vờ vô tình nói, đây là giày cao gót của ai đây nhỉ? Ô, hơi có mùi. Cả phòng họp lại trở nên khó xử một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Khương Mỹ nghiên tức điên người, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ, cô ta quay đầu lại, xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Hôm nay, khương mỹ nghiên quá mất mặt cô ta cũng không ngờ anh bạch lại không thích phụ nữ tới gần anh ấy thấy vậy trong lòng từ phân cảm thấy vô cùng sảng khoái cuối cùng cũng có người có thể chỉ cái tính kiêu ngạo không biết trời cao đất dày của khương mỹ nghiên rồi khương văn kỳ cũng cười ngượng ngùng nói cậu bạch tôi xin lỗi là do tôi không dạy dỗ tốt con gái của mình tiêu chính văn cố ý khịt mũi lạnh lùng sau đó nhìn Khương Vi Nhan đang thất thần bằng ánh mắt dịu dàng nói, "Cô Khương, cô phải phụ trách dự án hợp tác lần này. Nếu cô không có nhân viên, tôi có thể nhờ đoàn đội của tôi giúp cô." Khương Vi Nhan vốn dĩ muốn trốn tránh, nhưng Khương Thái Sương lại ra lệnh, "Vi Nhan, vì đây là ý của cậu Bạch, đừng do dự nữa. Còn chuyện hợp tác của tập đoàn Lợi Dân, nhà họ Khương ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cô, cô chỉ cần phụ trách tốt dự án hợp tác 200 triệu của cậu Bạch là được." Ông Cụ Khương lên tiếng, Khương Vi Nhan chỉ đành gật đầu đồng ý. Cuộc họp kết thúc, đám người tiến anh Bạch một cách rất thành kính. Tiêu Chính Văn vừa định lên xe, lúc này Khương Vi Nhan như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lao ra, chạy tới chỗ Tiêu Chính Văn, rất căng thẳng hít sâu một hơi, "Anh Bạch, tôi có thể mời anh bữa tối không?" Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ nhìn Khương Vi Nhan giả vờ khó hiểu, sau đó cô vội vàng giải thích, "Anh Bạch, anh đừng hiểu lầm tôi." Tôi muốn báo đáp hai lần giúp đỡ của anh, mặc dù tôi không thể mời anh đến một nhà hàng năm sao để ăn tối, nhưng tôi nhất định sẽ chọn nhà hàng tốt nhất. Được thôi, cô sắp xếp thời gian đi, đây là danh thiếp của tôi. Tiêu chính văn đeo mặt nạ lạnh lùng cười, đưa danh thiếp cho Khương Vi Nhan, sau đó lên xe. Khương Vi Nhan đứng ở cửa, nhìn tấm danh thiếp màu vàng kim vô cùng tinh xảo trong tay, lại nhìn đoàn xe lái đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô gọi ngay vào điện thoại của Tiêu Chính Văn, hào hứng và vui vẻ hét lớn, "Tiêu Chính Văn, anh đoán xem hôm nay em gặp ai?" Chương 275, Sỉ nhục. Trên chiếc xe đang rời đi, Tiêu Chính Văn nới lỏng cà vạt của mình, thở dài một hơi, điện thoại vang lên, là Khương Vi Nhan gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, anh dịu dàng hỏi, "Sao rồi? Gặp được ai thế, không phải là anh Bạch đó chứ?" Khương Vi Nhan nghe vậy liền hoài nghi hỏi ngược lại, sao anh lại biết thế? Anh đoán thôi, Tiêu Chính Văn cười đáp. Đầu dây bên kia, Khương Vi Nhan tỏ vẻ hờn dỗi, nói anh có thiên nhãn đấy à? Cái này mà anh cũng biết. Sau đó, cô lại vô cùng hào hứng nói, Tiêu Chính Văn, em nói cho anh biết, ban nãy anh bạch đến công ty em bàn chuyện hợp tác, 200 triệu tệ, là 200 triệu tệ đấy anh có biết không? Hơn nữa, anh ấy còn đặc biệt chỉ đích danh em toàn quyền phụ trách hợp tác lần này, chuyện này không phải rất tốt sao? Như thế thì địa vị của em trong nhà họ Khương cũng được nâng cao hơn, anh và Nana cũng có thể dựa dẫm vào em, không cần lo lắng gì cả. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Anh đang nói cái gì thế? Khương Vi nhan xấu hổ nói, em không đùa với anh đâu, em vẫn luôn cảm thấy cái anh Bạch kia rất giống anh, đặc biệt là ánh mắt của anh ấy, đúng rồi, bây giờ anh đang ở đâu thế? nghĩ đến đây khương vi nhan liền quan tâm hỏi han tiêu chính văn ngồi trong xe giải thích bừa ô anh à anh đang ở công ty hôm nay ông chủ của bọn anh có chút chuyện nên bảo anh đi cùng sao thế khương vi nhan nghe vậy sự mong đợi nhỏ xíu trong lòng chợt tan biến nhỏ giọng lẩm bẩm một câu quả nhiên không phải anh sau đó cô cười nói không có gì em chỉ hỏi thôi đúng rồi em đã mời anh bạch ăn cơm Đến lúc đó anh đi cùng với em nhé. Hả? Tiêu Chính Văn hoang mang, hỏi cần anh đi cùng em sao? Khương Vi nhàn nghiêm túc trả lời, Chính Văn, đương nhiên là cần rồi, bây giờ anh là chồng của em, sao anh có thể yên tâm để vợ mình cùng ăn tối với một người đàn ông xa lạ chứ? Hơn nữa, anh ấy lại vừa cho em phụ trách một dự án lên tới 200 triệu tệ, lẽ nào anh không lo lắng gì hay sao? Có gì mà phải lo lắng chứ? có thể cho em phụ trách dự án lên tới 200 triệu tệ thì chắc chắn là do anh ta xem trọng thực lực của em. Anh cảm thấy anh Bạch này có lẽ không phải loại đàn ông tùy tiện đâu tiêu chính văn tự nói với chính mình. Nhưng đầu dây bên kia, Khương Vi Nhan lại giận dỗi để lại một câu, anh, anh đúng là đồ ngốc, không nói với anh nữa, em bận rồi. Tốt, sau khi cúp điện thoại, Khương Vi Nhan bực bội dậm chân, mắng mỏ tiêu chính văn chết tiệt, tức chết mất thôi lẽ nào ám thị rõ ràng như thế rồi mà anh vẫn không hiểu hay sao? Em chỉ muốn anh quan tâm em thôi, quan tâm em đây này. Nói xong, Khương Vi Nhan quay người trở về công ty. Mà vào lúc Khương Vi Nhan vừa tới công ty thì bị một chậu nước lạnh rội từ đầu xuống chân. Trước mắt Khương Vi Nhan đã ướt như chuột lột. Cô không dám tin nhìn người phụ nữ trước mắt Khương Mỹ Nhiên. Lúc này Khương Mỹ Nhiên vứt bỏ chậu nước trong tay tức giận giơ tay tát vào mặt Khương Vi Nhan một cái, chỉ vào mặt cô mà mắng mỏ, khốn nạn. Mày là con khốn nạn, mày dựa vào cái gì để được anh Bạch coi trọng? Nói đi, tối qua có phải chúng mày đã lên giường với nhau không? Cái gì mà anh Bạch cứu mày, tao thấy là anh ta đã ngủ với mày rồi nên mới quan tâm đến mày như thế. Khương Mỹ Nghiên sắp tức đến phát điên, đặc biệt là vừa nãy khi nhìn thấy Khương Vi Nhan nói chuyện với anh Bạch ở cửa chính lửa giận trong lòng cô ta đã hoàn toàn bốc cháy. Khương Vi Nhan cũng sướng sờ, đưa tay ôm má, nói với vẻ ấm ức, em không có, chị Mỹ Nghiên, chị hiểu nhầm em rồi, em cũng không biết tại sao lại như thế, mày còn giải thích. Con khốn, tao thấy mày chính là con khốn không chịu nổi cô đơn. Đừng cho rằng tao không biết mày làm những chuyện bẩn thỉu gì ở bên ngoài. Bề ngoài thì ra vẻ trong trắng, sau lưng không biết đã lên giường cùng với bao nhiêu đàn ông rồi. Khương Mỹ Nghiên phát cáu chỉ vào Khương Vi Nhan mà mắng chửi. Khương Vi Nhan rất ấm ức, khóe mắt đã rưng rưng nước, tranh cãi, em không có, em thật sự không có, em không phải loại người như chị nói. Lúc này, nhân viên công ty cũng đã kéo đến, có người bắt đầu khuyên nhủ Khương Mỹ Nghiên, có người thì kéo Khương Vi Nhan đi. Nhưng với tính khí của Khương Mỹ Nghiên, càng nhiều người khuyên thì cô ta càng không biết điều khương văn kỳ hay tin khương mỹ nhiên đánh khương vi nhan ở sảnh lớn cũng lập tức chạy tới tức giận quát lên đủ rồi mỹ nhiên con về ngay cho bố bố đều tại con khốn nạn này cướp mất anh bạch của con dựa vào đâu mà nó có thể được anh bạch chú ý đến con không phục khương mỹ nhiên thật sự đã mất đi lý trí khương văn kỳ vội bảo người kéo cô ta đi sau đó nhìn khương vi nhan đang ấm ức rơi nước mắt nói vi nhan à bác cả thay Mỹ Nghiên xin lỗi cháu, chuyện này coi như bỏ qua nhé. Quay về làm việc cả đi. Khương Văn Kỳ nói xong thì rời khỏi sảnh lớn. Khương Vi Nhan cũng lau nước mắt trở về phòng làm việc của mình, nhòi người lên mặt bàn rồi khóc thút thít. Mà bên này, Khương Văn Kỳ trở về phòng làm việc của mình, nhìn thấy Khương Mỹ Nghiên đang tức giận ngồi trên sofa liền quát mắng với gương mặt u ám con điên rồi à con không biết nó bây giờ là người hợp tác được cậu bạch chỉ định sao khương mỹ nghiên cáu giận nói con đang tức giận đang đố kỵ đấy con không thể hiểu nổi tại sao chuyện tốt đều bị khương vi nhan cướp mất hợp tác với tập đoàn lợi dân bây giờ là hợp tác với anh bạch con thật sự nghi ngờ con nhỏ khương vi nhan này dở trò bên ngoài mới lấy được mấy cái hợp đồng đó khương văn kỳ bất lực thở dài nói dù cho con nghi ngờ thì cũng có tác dụng gì bây giờ cậu bạch đã chỉ định nó ông nội con cũng lên tiếng rồi nói công ty phải toàn lực phối hợp với khương vi nhan nếu như lúc này con đối đầu với nó thì chính là đối đầu với nhà họ khương làm ngược lại lời ông nội con dặn dò con có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không vậy chúng ta phải làm sao lẽ nào cứ để cho khương vi nhan tiếp tục phát triển ở công ty như thế hay sao khương mỹ nghiên rất tức giận trong mắt toàn là đố kỵ và căm hận khương văn kỳ cao mày sắc mặt trở nên u ám tháng sau con phải kết hôn với thiếu gia ngô khoan nghiệp rồi cái tên tiêu chính văn đó không phải đã nói sẽ tổ chức bù hôn lễ với khương vi nhan vào cùng ngày hay sao con chỉ cần ghi nhớ vào ngày hôm đó phải khiến cho một nửa số gia tộc giàu có của tu hà tới chúc phúc cho con và cậu chủ ngô đè bẹp khương vi nhan dưới gót chân như vậy thì ông nội con nhất định sẽ hiểu ra con mới là tương lai của nhà họ khương chúng ta đúng 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 tháng sau con kết hôn một nửa Tu Hà đều sẽ đến chúc mừng. Tên Tiêu Chính Văn đó không phải đã nói khoác là sẽ tổ chức hôn lễ lớn hơn hôn lễ của con hay sao? Vậy để con xem xem anh ta có thể tổ chức ra hôn lễ lớn như thế nào. Hừ, Khương Mỹ Nghiên cười khẩy mỉa mai. Tiêu Chính Văn còn muốn so bì sự phô trương của hôn lễ với mình sao? Rõ ràng chính là đang nằm mơ. Vậy chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận khiến cho Khương Vi Nhan trở thành trò hề trong hôn lễ vào ngày 28 tháng sau. Để cô ta mất hết thể diện trước mặt tất cả các gia tộc giàu có, phóng viên, giới truyền thông và người dân Tu Hà thêm lần nữa. Trở thành đối tượng bị tất cả mọi người phỉ nhổ, trên mặt Khương Văn Kỳ ngập tràn vẻ lạnh lùng ác ý. Chương 276: Quân vương cấp 1 sao. Mà bên này, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, thở ra một hơi bảo tài xế chở anh về thẳng công ty của tập đoàn Đỗ Thị. Để tránh hiểu lầm, Tiêu Chính Văn đã xuống xe cách đó một con phố. Sau đó, anh đi thẳng về phía cửa lớn của tập đoàn Đỗ Thị, kết quả gặp ngay Đỗ Tình Tuyết đang xuống xe ngoài cửa. Sắc mặt Đỗ Tình Tuyết không được tốt lắm, vội vội vàng vàng. Cô ta thấy Tiêu Chính Văn đứng đó, trong lòng hơi lúng túng ngượng ngùng. Bởi vì, sáng nay cô ta đã đến thăm Đỗ Hạo Hiên ở đồn Thanh Tra. Kết quả, Đỗ Hạo Hiên bị gãy một chân, một tay, tay còn lại bị chém nứt lìa. Tuy rằng được đưa đến bệnh viện kịp thời, nối thành công cánh tay phải nhưng vẫn thảm hại như cũ. Cô ta không thể tưởng tượng nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Đỗ Hạo Hiên ra nông nỗi này, tâm cô ta cũng trở nên lạnh lùng, hơn nữa, trong một buổi sáng, nhà họ Đỗ ở tỉnh đã nhận được tin Đỗ Hạo Hiên bị bắt. Bố của cô ta đang vội vàng đến đây, khoảng nửa tiếng là sẽ tới Tu Hà. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn còn dám xuất hiện tại cửa lớn công ty, Đỗ Tình Tuyết không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mà Tiêu Chính Văn lại như chẳng có việc gì chào hỏi Đỗ Tình Tuyết, hỏi: "Phó tổng giám đốc Đỗ, nhìn sắc mặt cô, hình như không được tốt cho lắm." Mắt thâm quầng, mí mắt sưng mọng, ngủ không ngon sao? Vẻ mặt Đỗ Tình Tuyết lạnh tanh, vẫn mở lời đáp: "Đỗ Hạo Hiên là do anh đánh bị thương sao?" Tiêu Chính Văn không phủ nhận, lạnh lùng nói: "Là tôi." Đó là do anh ta có tội phải chịu trừng phạt." Đỗ Tình Thuyết đau đầu nói, "Tuy rằng tôi không thích Đỗ Hạo Hiên, nhưng anh ra tay quá nặng rồi. Lát nữa mấy người bố tôi sẽ đến Tu Hà, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh. Anh vẫn nên nghĩ đường thoát đi, hơn nữa tôi nhắc nhở anh, tối qua anh ra tay với Tần Hạo, Tần Hạo đã quay về mách tội anh rồi, nhà họ Tần cũng cử người vô cùng có năng lực là đại sư lưu tới Tu Hà, mặc dù tôi không biết ông ta định làm gì." nhưng tôi đoán chắc là đến tìm anh báo thù đại sư lưu nhà họ tần ở tỉnh phái đến à tiêu chính văn cau mày sắc mặt hơi u ám xem ra tần hạo này bị đánh chưa đủ đau đỗ tình tuyết liếc nhìn tiêu chính văn thở dài một hơi giải thích đại sư lưu này rất mạnh có danh tiếng ở tỉnh mở mấy võ đường ông ta kết giao với không ít người có tiếng ở tỉnh là khách lớn của rất nhiều gia đình giàu có hơn nữa đồ đệ trong võ đường của ông ta giành được nhiều chức vô địch quyền Anh, một số còn nhập ngũ để phục vụ đất nước và trở thành lính đặc trùng. Còn có tin đồn, một người nào đó còn là thiếu tá của phân khu nào đó ở chiến khu Đông Nguyên, còn nữa, theo như tin tức tôi nghe ngóng được, thực lực của đại sư lưu này, không dưới binh vương cấp 4 sao, rất có khả năng là quân vương cấp 1 sao. Nói đến đây, Đỗ Tình Tuyết liền cảm thấy ớn lạnh. Đại sư Lưu có rất nhiều đệ tử ở khắp nơi trong tỉnh, là nhân vật được rất nhiều gia tộc lớn cạnh tranh nhau để móc nối quan hệ. Bởi ông ta có năng lực đủ mạnh. Ông ta đã từng đập một con sư tử đá bằng tay không, từ đó trở nên nổi tiếng trong giới nhà giàu của tỉnh. Nghe những điều này, tiêu chính văn không khỏi nhướng mày, bình tĩnh nhún vai, đáp, hóa ra là mạnh như vậy. Đôi lông mày lá liếu của đỗ tình tuyết nhíu chặt, nhờ mắt nhìn tiêu chính văn, phát hiện anh không hề sợ hãi, Cô ta thắc mắc, nghe giọng điệu của anh như vậy chẳng lẽ anh không sợ tí nào sao? Đó là đại sư Lưu ở tỉnh, một người có thực lực rất mạnh, quân vương cấp một sao đấy, sao có vẻ anh không sợ chút nào thế? Tiêu chính văn bình tĩnh cười đáp, sợ thì có tác dụng gì? Người ta tự nhiên đến tìm tôi gây chuyện, vậy thì tôi đợi thôi. Có điều, ai tìm ai gây sự thì còn chưa chắc đâu. Nghe thấy vậy, đỗ tình tuyết bất lực lắc đầu, tiêu chính văn, không phải tôi xem thường anh mà là vị đại sư lưu đó rất lợi hại tôi có thể cho anh một khoản tiền anh mau đưa vợ con anh rời khỏi tu hà đi tốt nhất là đến tỉnh khác sinh sống đỗ tình tuyết biết nếu không phải vì cô ta tiêu chính văn cũng sẽ không đắc tội với tần hạo càng sẽ không đắc tội nhà họ tần tiêu chính văn nhìn đỗ tình tuyết phát hiện người phụ nữ này khá lương thiện anh cười nói không cần đâu lâm trận bỏ chạy không phải nguyên tắc của tôi sao anh vẫn nghe không hiểu vậy thôi bỏ đi mặc kệ anh đỗ tình tuyết giận sôi máu dậm chân khuôn mặt đỏ bừng mà đúng lúc này cô ta đột nhiên nhận được cuộc điện thoại vừa nhìn trên màn hình điện thoại liền lo lắng đi sang bên cạnh nghe điện thoại liên tục gật đầu rồi ngắt điện thoại sau đó sắc mặt cô ta lo lắng nói với tiêu chính văn bố tôi sắp đến tu hà rồi giờ phải làm thế nào nếu bố tôi biết là anh làm thì ông ấy nhất định sẽ giết anh." Tiêu Chính Văn nhìn dáng vẻ sốt ruột của Đỗ Tình Tuyết, tò mò hỏi, "Cô và Đỗ Hạo Hiên có phải anh em không vậy?" Đỗ Tình Tuyết nghe đến đây, vẻ mặt uất hận thoáng qua, lắc đầu nói, "Chúng tôi không phải anh em ruột, là do bố tôi thông báo với bên ngoài như vậy." Thực ra, Đỗ Hạo Hiên là do bố tôi lăng nhăng bên ngoài với gái điếm ở hộp đêm trước khi bố mẹ tôi kết hôn. Sau đó, bà ta mang theo đỗ hạo hiên tìm đến nhà chúng tôi bởi nhà họ đỗ có quy định riêng vậy nên bố tôi chỉ có thể thông báo với bên ngoài đỗ hạo hiên là anh ruột của tôi nói đến đây trong mắt đỗ tình tuyết đầy vẻ căm hận tiêu chính văn bất lực lắc đầu mấy chuyện của giới nhà giàu đúng là vừa máu chó vừa phức tạp hơn nữa xem dáng vẻ đỗ tình tuyết dường như vẫn còn ẩn chứa nhiều chuyện bí mật được rồi anh cứ mặc kệ tôi anh tự lo cho bản thân mình đi Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng nói, "Bố tôi là người có thù tất báo, nếu ông ấy biết anh ra tay với Đỗ Hạo Hiên, nhất định sẽ không tha cho anh." Anh vẫn nên nghĩ cách làm sao để giải quyết chuyện này đi." Tiêu Chính Văn nhướng mày, nói, "Chuyện gì đến cũng phải đến, chẳng lẽ bố cô không nói lý lẽ sao?" "Lỗi là của Đỗ Hạo Hiên, tôi không giết anh ta đã là nể mặt cô lắm rồi. Nếu như bố cô quyết tâm phải nói chuyện công bằng, vậy thì tôi cũng không bận tâm để ông ta biết." có những người không thể động vào. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, cơ thể Đỗ Tình Tuyết run rẩy, đột nhiên cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo từ trên người Tiêu Chính Văn. Người đàn ông này, thật sự chỉ là một người bình thường thôi sao? Đồng thời đắc tội nhà họ Đỗ và nhà họ Tần, vậy mà lại chẳng sợ hãi chút nào, "Vậy anh, đi theo tôi, tôi có thể cầu xin bố tôi." Đỗ Tình Tuyết nói với vẻ mặt u ám. Nhưng cùng lúc đó, một chiếc bách màu đen đã đậu trước chi cục thanh tra phân khu Tùng Đào. Bước xuống từ trên xe là một người đàn ông trung niên uy nghiêm, tóc hơi hoa dâm, đeo gọng kính vàng, mặc áo vest đen. Tiếp theo là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt cực kỳ lo lắng bước xuống xe, trên người mặc trang phục đắt tiền, trang điểm loè loẹt, mặc dù nhìn có vẻ hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn thướt tha. Hai người lần lượt tiến vào chi cục thanh tra, trợ lý phía sau lạnh lùng nói với lính tuần ở quầy tiếp tân. Chào anh, chúng tôi tới bảo lãnh cho Đỗ Hạo Hiên." Lính Tuần nhướng mày nhìn ba người trước mặt, hỏi, "Mọi người có quan hệ gì với Đỗ Hạo Hiên?" Người phụ nữ trung niên kiêu ngạo không kiên nhẫn, sốt ruột nói, "Tôi là mẹ nó, đây là bố nó, chúng tôi là người nhà họ Đỗ ở tỉnh. Mau thả con trai tôi ra. Ngoài ra, kẻ ra tay hại con trai tôi bị thương là ai, mau bắt lại. Nhất định bắt hắn lại, bắn chết hắn." Nam trợ lý trẻ tuổi cũng giải thích, vị đây là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đỗ Thị Đỗ Bá Đào. Sau khi nói xong, Nam trợ lý cực kỳ kiêu ngạo đẩy đẩy gọng kính của mình. Trước đây, chỉ cần hắn nói ra thân phận của ông chủ mình thì về căn bản ở tỉnh có thể ngang nhiên bước đi. Một tu hà nhỏ bé có thể có trở ngại gì chứ? Nhưng lính tuần trước mặt, nghe xong liền đập mạnh tập tài liệu, lạnh lùng nói, đỗ hạo hiên, không thả cũng không được bảo lãnh. Ngoài ra, vị quý bà đây, con trai bà đang bị nghi ngờ dính dáng đến tội cưỡng hiếp không thành. Mong bà hãy chú ý ngôn từ. chương 277, ai dám thả người? Một ái trà. Câu nói của lính tuần khiến mụ đàn bà trung niên lập tức nổi giận. Mụ ta bước lên, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ tay vào lính tuần kia, gào lên cậu nói cái gì? Con trai tôi không được bảo lãnh sao? Cậu chỉ là một lính tuần nhỏ nhoi ở khu vực Tu Hà, có tư cách gì mà lớn lối với tôi? Sao con trai tôi có thể liên quan đến cưỡng hiếp chứ? Chắc chắn là có người vụ oan. Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Tào Lệ Lan vừa nói vừa lấy ba sắp tiền giấy trong chiếc túi Gucci đắt đỏ ra, ném mạnh xuống mặt bàn, tức giận kêu lên, chừng này đủ chưa? Đủ mấy tháng tiền lương của cậu rồi chứ? Nếu như không đủ thì cậu đưa luôn số tài khoản đây, cậu cần bao nhiêu tôi chuyển cho? Mau thả con trai tôi ra con trai tôi giỏi giang như vậy là thạc sĩ du học nước ngoài trở về bao nhiêu cô gái theo đuổi kia kìa sao có thể dính dáng đến cưỡng hiếp chứ chắc chắn là có người lập mưu hãm hại nó lính tuần kia trợn tròn hai mắt nhìn ba sắp tiền trên bàn tức giận của trách đủ rồi bà coi đây là chỗ nào hả còn định dùng tiền mua chuộc tôi sao tôi nói cho bà biết chúng tôi chấp hành đúng theo pháp luật đỗ hạo hiên phạm tội cưỡng hiếp không thành đây là sự thật không có ai vu oan cả. Ngoài ra, bà hãy lấy lại tiền của bà và những lời sỉ nhục chúng tôi vừa nãy, lập tức xin lỗi tôi. Nếu không tôi cũng bắt luôn cả bà đấy. Những lời này khiến Tào Lệ Lan nổi điên. Một tên lính tuần tu hà nhỏ nhoi mà dám ăn nói với mụ ta như vậy sao? Lẽ nào cậu ta không biết chồng mụ là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh sao? Cho dù là tổng tư lệnh hoàng của cục thanh tra tỉnh mà gặp chồng mụ thì cũng phải khách sáo ấy chứ. Một lính tuần ở địa phương nhỏ bé như Tu Hà thì là cái thá gì? Bốp, Tào Lệ Lan giận dữ, giơ tay tát vào mặt lính tuần kia một cái rất mạnh, chửi mắng, láo toét. Cậu làm phản rồi đấy à? Cậu có biết đang nói chuyện với ai không? Chồng tôi là chủ tịch của tập đoàn Đỗ thị ở tỉnh đấy, cậu thử tra xem tập đoàn Đỗ thị là thế nào. Cậu thử tra xem tổng tư lệnh hoàng của cục thanh tra tỉnh có mối quan hệ gì với chồng tôi. Dám lớn lối với tôi à? có tin chỉ một câu nói của tôi là cậu phải cởi bộ quần áo trên người này không? Tào Lệ Lan vốn chẳng có trình độ văn hóa gì, chỉ là một gái gọi mà đỗ bá đào quen được ở hộp đêm. Bao nhiêu năm nay, Tào Lệ Lan cậy danh tiếng của tập đoàn Đỗ Thị, hoành hành ngang ngược ở tỉnh. Nhưng đỗ bá đào lại thích mụ ta, nên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc này, Tào Lệ Lan tát lính tuần đã thu hút sự chú ý của người dân và các lính tuần khác xung quanh mọi người lập tức xì xào bàn tán thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh mấy lính tuần khác cũng vội vàng xúm lại quát tào lệ lan làm cái gì đấy đây là đội thanh tra sao các người dám đánh cả lính tuần hả lập tức xin lỗi đồng chí tiểu vương đi người lên tiếng là đội trưởng hứa trí toàn khuôn mặt chữ điền ánh mắt nghiêm khắc khí chất chính trực nhưng tào lệ lan chẳng thèm coi bọn họ ra gì dù sao đến tổng tư lệnh hoàng của cục thanh tra tỉnh bình thường mà gặp mụ ta cũng phải gọi là bà đỗ cơ mà. Đám lính tuần khu vực tu hà nhỏ bé này là cái thá gì chứ? Quát cái gì mà quát? Cậu là cái thá gì? Tôi đánh cậu ta thì sao nào? Có tin chỉ một câu nói của tôi là chỗ này của các cậu không còn không? Tào lệ lan không những không có thái độ nhận lỗi, mà còn vinh váo hơn. Lần này thì những người dân xung quanh cũng lên tiếng mắng tào lệ lan. Ôi chao, đây là ai mà lớn lối thế này, còn dám đánh cả lính tuần nữa. Anh không nghe thấy gì à? Chồng bà ta là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh đấy. Tài sản 50 tỷ tệ cơ mà, với gia sản như vậy thì lính tuần là cái thá gì chứ? Tôi vừa tra rồi, mọi người xem, đây là tin tức của tỉnh, đúng là chủ tịch Đỗ Bá Đào của tập đoàn Đỗ Thị đứng chụp ảnh với tổng tư lệnh Hoàng này, nghe tiếng bàn tán xung quanh, đội trưởng hứa trí toàn kia cũng nhíu mày, nhanh chóng nhìn chiếc điện thoại cấp dưới đưa cho. Đúng là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh thật. Bên cạnh ông ta đúng là tổng tư lệnh hoàng thật, hứa Chí toàn lập tức thấy khó xử. chương 278, ai dám thả người? hai Thấy sắc mặt hứa trí toàn khó coi, tào lệ lan lại càng vinh váo, chỉ vào mặt bọn họ chửi bới thế nào? Chẳng phải bắt tôi xin lỗi sao? Bây giờ tôi sẽ xin lỗi cậu ta, các cậu có dám nhận không? vì lại còn ra oai với bà đây mấy cậu là cái thá gì chứ mau gọi cục trưởng của tri cục các cậu ra đây tôi muốn hỏi xem là ai dám bắt con trai tôi còn vu oan cho con tôi nữa nhìn thái độ không coi ai ra gì của tào lệ lan và những lời khó nghe của mụ ta hứa trí toàn không nhịn được nữa trong lòng anh ta bùng lên sự chính trực và lửa giận lập tức quát tập đoàn đỗ thị thì sao nào đây là đội thanh tra bà dám đánh lính tuần chúng tôi có quyền bắt bà. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thả Đỗ Hạo Hiên. Cục trưởng của chúng tôi cũng đang họp ở thành phố. Ở đây do tôi quyết định. Nghe thấy vậy. Tào Lệ Lan tức phát điên, chỉ vào mặt hứa trí toàn, vung tay định tát anh ta. Cậu, cậu, tôi tát chết cậu. Nhưng cái tát này bị hứa trí toàn bắt được. Anh ta lạnh lùng nói, ra tay với lính tuần, bây giờ tôi sẽ bắt bà. Mấy lính tuần lập tức xông lên. Thấy tình hình không ổn, Đỗ Bá Đào ho mấy tiếng, đứng ra, nở nụ cười nhạt, nói với Hứa Chí Toàn: "Tôi xin lỗi, đội trưởng Hứa, vợ tôi giận quá mất khôn, tôi xin lỗi cậu và mọi người. Chúng tôi đến để bảo lãnh cho con trai." Đỗ Bá Đào tạo dựng hình tượng không tồi. Dù gì xung quanh cũng toàn người dân, người ta bàn tán nghe không hay. Hứa Chí Toàn nhìn Đỗ Bá Đào, đây là người có máu mặt ở tỉnh, nhất là khí chất của người bề trên khiến Hứa Chí Toàn không khỏi đối xử trịnh trọng anh ta nói chủ tịch đỗ con trai ông quả thực phạm tội cưỡng hiếp không thành chúng tôi vẫn đang xử lý vụ án không thể bảo lãnh được đỗ bá đào nghe thấy thế thì khẽ gật đầu ông ta yên lặng một lát rồi nói tôi gọi điện thoại cho tổng tư lệnh hoàng nhé vừa nghe thấy thế sắc mặt hứa trí toàn và những lính tuần phía sau anh ta đều có vẻ rất khó coi nếu chuyện này làm kinh động đến tổng tư lệnh hoàng ở tỉnh thì bọn họ chắc chắn sẽ chẳng được lợi gì thậm chí còn liên lụy đến cục trưởng và tổng tư lệnh tống. Nhưng cấp trên cũng có lệnh, bất cứ ai đến bảo lãnh cho Đỗ Hạo Hiên cũng không được thả. Chủ tịch Đỗ, tôi nói thật với ông vậy, chúng tôi cũng nhận được lệnh của cấp trên, không được thả Đỗ Hạo Hiên. Hứa Chí Toàn cắn răng nói, mồ hôi lạnh túa ra. Bởi vì khí thế trên người Đỗ Bá Đào mang lại cảm giác quá bức ép. Đỗ Bá Đào nghe thấy thế, hơi nhíu mày nói ý đội trưởng hứa là con trai tôi đã đắc tội người quyền quý của tu hà sao hứa trí toàn không nói gì đỗ bá đào dường như hiểu ra điều gì đó lấy điện thoại ra gọi cho tổng tư lệnh hoàng ở đầu bên kia vang lên tiếng cười sang sảng chủ tịch đỗ có chuyện gì thế đỗ bá đào thản nhiên nói tổng tư lệnh hoàng bây giờ tôi đang ở tu hà con trai tôi vì phạm tội cưỡng hiếp không thành nên bị tri cục tu hà bắt rồi cũng không cho tôi bảo lãnh tôi nghi ngờ có người cố ý hãm hại con tôi nên muốn nhờ tổng tư lệnh hoàng nể mặt để tôi bảo lãnh con trai tôi về đã. sao cơ thiếu gia đỗ bị bắt á ông đưa điện thoại cho lính tuần tiếp đãi đi tôi nói với bọn họ tổng tư lệnh hoàng cuống lên nói đỗ bá đào gật đầu đưa điện thoại cho hứa chí toàn mỉm cười nói đội trưởng hứa điện thoại của tổng tư lệnh tống này lúc này hứa chí toàn cũng túa mồ hôi lạnh bàn tay run rẩy nhận lấy điện thoại còn chưa mở miệng, đầu bên kia đã vang lên tiếng gầm thét của Tổng tư lệnh Hoàng, chi cục tu hà các cậu làm ăn kiểu gì đấy. Ngay cả con trai của Chủ tịch Đỗ mà cũng dám bắt à. Phạm tội cưỡng hiếp gì chứ? Tôi thấy đây là cố ý lập bẫy hãm hại thì có. Các cậu mau để Chủ tịch Đỗ bảo lãnh đi. Ngoài ra, tôi lệnh cho các cậu trong vòng 3 ngày phải điều tra cho rõ kẻ chủ mưu hãm hại thiếu gia Đỗ, phải trừng trị theo pháp luật nếu có ý kiến gì thì bảo cục trưởng và tổng tư lệnh thống của các cậu trực tiếp tới báo cáo với tôi. Thịch, hứa trí toàn hoảng hốt. Anh ta ấp a ấp úng nói, nhưng tổng tư lệnh hoàng. Tổng tư lệnh tống đã hạ lệnh không được thả đỗ hạo hiên, tổng tư lệnh thống của các cậu hạ lệnh sao? Ở đầu bên kia điện thoại, tổng tư lệnh hoàng xứng sờ, ông ta nhíu mày, sau đó nói, vậy bây giờ tôi ra lệnh cho cậu. Thả người, tôi sẽ thông báo với tổng tư lệnh tống của các cậu cạch, điện thoại đã ngắt, cả người hứa trí toàn đã đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đưa điện thoại cho đỗ bá đào, sau đó sắc mặt khó coi nhìn các đồng nghiệp, bất đắc dĩ thở dài, nói thả người. Sắc mặt của các lính tuần đều rất tức giận, nhưng bọn họ chẳng còn cách nào khác, đây chính là trò chơi của quyền lực, quan to một cấp đã đè chết người, huống hồ còn to hơn rất nhiều cấp. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói sang sảng, lạnh lùng, không ai được thả Đỗ Hạo Hiên. Mọi người nhìn theo tiếng, thấy một người đàn ông xa lạ bước vào. Chính là Tiêu Chính Văn. Phía sau anh chính là Đỗ Tình Tuyết với vẻ mặt hoảng hốt. Chương 279, tôi sợ ông hối hận. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết vừa bước vào. Đỗ Bá Đào và Tào Lệ Lan cũng ngoái lại nhìn, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày. Cậu là thằng quái nào? Nam trợ lý bên cạnh đỗ bá đào bước lên một bước, đẩy gọng kính, lạnh lùng hỏi. Tiêu chính văn nhíu mày, ánh mắt thản nhiên nhìn người đàn ông chắn trước mặt mình, nói tôi tên là Tiêu chính văn, đỗ hạo hiên là tôi cho người bắt. Nghe thấy thế, Tào Lệ Lan là người đầu tiên nhảy bổ ra, mụ ta đánh giá cách ăn mặc của Tiêu chính văn, phát hiện cậu thanh niên này mặc toàn đồ rẻ tiền, liền chỉ tay vào mặt anh mắng chửi là cậu hãm hại hạo hiên nhà tôi hả cậu có biết nhà chúng tôi là gia đình thế nào không? Cậu dám bấy con trai tôi, chán sống rồi chắc. Tiêu chính văn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tào Lệ Lan đã già rồi mà còn ăn mặc trang điểm như gái gọi trước mặt, hỏi vặn lại bà là mẹ anh ta à? Sao nào, cậu còn định bắt cả tôi nữa à? Tôi nói cho cậu biết, Tào Lệ Lan tôi không phải hạng tầm thường đâu, nếu hôm nay cậu không mời con trai tôi ra, tôi sẽ gọi người đánh cho cậu tàn phế luôn. Tào lệ Lan nói đầy vẻ uy hiếp, ánh mắt kiêu ngạo, chẳng thèm coi người bình thường như Tiêu Chính Văn ra gì. Một người sống dưới đáy xã hội thì có tư cách gì lớn lối trước mặt mụ ta chứ? Tào lệ Lan nghĩ, chỉ một câu nói của mụ là có thể quyết định tương lai và sống chết của một người. Tiêu Chính Văn nhếch mép, nở nụ cười lạnh lùng dửng dưng, nói quả nhiên là mẹ nào con nấy, con của chuột lại biết đào hang. Đỗ Hạo Hiên có người mẹ như bà cũng khó trách lại làm ra loại chuyện như vậy. Cậu có ý gì hả? Cậu nói ai là chuột? Tào Lệ Lan tức đỏ mặt, quát lại. "Ha ha, nghe nói bà là gái gọi ở hộp đêm." "Mẹ quý nhờ con à?" Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. "Thời buổi bây giờ, người ta chê nghèo chứ không chê gái." Nhưng loại người như Tào Lệ Lan thì không đáng để tôn trọng. Một câu nói khiến Tào Lệ Lan lập tức nổi giận. Mụ ta căm ghét nhất việc người khác lấy chuyện đó ra để chê cười mình. "Cậu, cậu nói cái gì? Cậu dám cười nhạo tôi? Nếu cậu đã biết tôi là ai thì cậu nên biết tập đoàn Đỗ thị của chồng tôi là một doanh nghiệp lớn ở tỉnh." "Ở tỉnh, chồng tôi cũng là người một tay che trời đấy. Vậy mà cậu dám cười nhạo tôi sao? Còn hãm hại con tôi nữa?" Tào Lệ Lan gào thét, chỉ thiếu mỗi nước chọc ngón tay vào mũi Tiêu Chính Văn, gầm lên, "Tôi không quan tâm!" đám lính tuần rác rưởi ở tu hà này mau bắt cậu ta lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ cho người dỡ luôn chỗ này đấy. ồn ào, bốp, tiêu chính văn giơ tay lên, tát thẳng vào mặt tào lệ lan. Tất cả mọi người trong cuộc thanh tra đều há hốc miệng. Bọn họ trợn tròn mắt, hít vào khí lạnh. Tào lệ lan này từ lúc bước vào cửa đã vênh váo quá thể. Thậm chí còn chỉ vào mặt đám lính tuần bọn họ mà chửi bới bọn họ đã ngứa mắt mụ ta lắm rồi nhưng ngặt nỗi thân phận của bọn họ không được vì tiện ra tay với người dân nên đám lính tuần và hứa trí toàn đều nuốt giận nhẫn nhịn lúc này thấy tiêu chính văn tát tào lệ lan một cái bọn họ chỉ muốn gào lên khen hay còn tào lệ lan thì trợn chừng hai mắt nhìn tiêu chính văn với ánh mắt không thể tin được mụ ta ôm gò má đang sưng lên chửi bới mày dám đánh tao mày dám đánh tao á tao phải giết mày tao giết mày, Hứa Chí Toàn đứng ra kêu lên, bà tào, đây là cục thanh tra, trước mặt chúng tôi mà bà dám nói những lời như vậy, bà coi thường pháp luật sao? Tào Lệ Lan sững sờ, sau đó nhen anh múa vuốt gào lên, thế cậu ta đánh tôi thì sao? Các người không nói gì? Hứa Chí Toàn lạnh lùng hừ một tiếng và cười khẩy, hỏi mọi người xung quanh, mọi người có nhìn thấy cậu Tiêu đánh bà Tào này không? Không, có thấy gì đâu chẳng phải bà ta tự vả mặt mình sao? Nhất thời, mọi người nhao nhao nói vẻ trêu chọc, Tào Lệ Lan nổi điên, chỉ vào bọn họ, "Cậu các cậu, dám sỉ nhục tôi như vậy? Trông à, anh nhìn lũ rác rưởi bị ổi này đi, dám cười nhạo em. Còn coi thường tập đoàn Đỗ thị chúng ta nữa." Lúc này, sắc mặt Đỗ Bá Đào cũng vô cùng u ám, ánh mắt lạnh lẽo, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lặng lẽ tháo chiếc kính gọng vàng xuống lau, rồi lại đeo lên lạnh nhạt mở miệng cậu có biết đắc tội nhà họ đỗ chúng tôi sẽ có hậu quả gì không một câu nói toát ra luồng khí lạnh đây chính là khí thế của ông trùm đến từ tỉnh sau đó đỗ bá đào nhếch miệng nở nụ cười nhạt nhìn tiêu chính văn trước mặt lúc này đỗ tình tuyết vội vàng ghé lại nói bố sao bố lại đến đây thế này nhìn thấy đỗ tình tuyết đỗ bá đào mới nhớ ra tiêu chính văn đến đây cùng cô ta lạnh lùng hỏi con quen cậu ta sao đỗ tình tuyết tỏ vẻ do dự nhìn tiêu chính văn gật đầu đáp anh ấy là vệ sĩ con mới tuyển cái gì vệ sĩ lại còn là cô tuyển vào tào lệ lan nghe thấy thế giọng nói lập tức nâng lên quãng tám hét lên tôi biết ngay mà tôi biết ngay là con danh nhà cô dở trò sau lưng cô ghen ghét đố kỵ hạo hiên nhà chúng tôi chứ gì có cần phải dùng thủ đoạn đê tiện như vậy không ánh mắt đỗ tình tuyết lập tức lạnh lẽo nói với Tào Lệ Lan, xin bà hãy ngậm cái mồm của bà lại. Đây là chuyện riêng của đỗ tình thuyết tôi, bà không có tư cách phán xét. Bốp, đỗ bá đảo vung tay, tát vào mặt đỗ tình tuyết một cái, mắng mỏ, láo tuét. Mày ăn nói với mẹ mày kiểu gì đấy? Đầu đỗ tình tuyết cũng lệch sang một bên, cô ta ôm gò má đỏ ửng, nhìn đỗ bá đảo với ánh mắt oán hận, hỏi ngược lại, vì mụ đàn bà này mà ông đánh con gái mình sao? Đỗ bá đảo, ông giỏi thật đấy. Thảo nào mẹ tôi ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng uất ức mà chết. Tôi hận ông, tôi hận ông cả đời này. Sắc mặt đỗ bá đào khó coi, nhíu mày, không muốn giải thích gì với đỗ tình tuyết, mà lạnh lùng nhìn tiêu chính văn, nói, vừa rồi cậu nói không ai được thả con trai tôi sao. Tôi thấy hơi khó hiểu, nếu cậu là vệ sĩ tình tuyết tuyển vào thì cậu lấy đâu ra dũng khí để nói câu vừa nãy. Phải đấy, mày chỉ là một thằng vệ sĩ, thế mà cũng dám to mồm. Tào Lệ Lan cũng hùa theo mắng Tiêu Chính Văn. Rất đơn giản, bởi vì nơi này coi trọng pháp luật, Đỗ Hạo Hiên lừa vợ tôi bàn bạc chuyện hợp tác, phạm tội cưỡng hiếp không thành, không ai được đưa anh ta đi hết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cả người tỏa ra một luồng khí thế vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Đỗ Bá đảo u ám, nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chính Văn, phát hiện khí thế trên người cậu thanh niên này mạnh mẽ hơn bất cứ người nào mà ông ta từng gặp. Sao có thể chứ? Thế nếu tôi nhất quyết muốn đưa nó đi thì sao?" Đỗ Bá đào lạnh lùng nói. "Vậy tập đoàn Đỗ thì cứ chuẩn bị phá sản đi là vừa." Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên định, chẳng chút sợ hãi. Dương Cung bạt kiếm. "Thú vị đấy, đây là lần đầu tôi nghe có người nói bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng tập đoàn Đỗ thị phá sản." "Này cậu thanh niên, cậu ngông cuồng lắm, nhưng cũng phải có cơ sở để ngông cuồng nhé, nếu không sẽ chết rất thảm." Đỗ bá đào cười khẩy nói, bây giờ tôi rất muốn biết cơ sở để cậu ngông cuồng là gì. Tiêu chính văn cười ha ha, đáp tôi sợ ông biết rồi sẽ hối hận. chương 280, to hơn cả trời. Câu nói của tiêu chính văn khiến tất cả mọi người trong chi cục đều sướng sờ, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Dám nói mấy chữ ông sẽ hối hận với chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, đúng là ngông cuồng quá thể, lúc này, ngay cả Đỗ Tình Tuyết cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Sao cái tên này vẫn còn mạnh miệng thế nhỉ? Tiêu Chính Văn, anh có thể nói ít lại được không? Anh đã quên trước khi đến đây tôi nói đã nói gì với anh sao? Đỗ Tình Tuyết kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói ra hiệu với anh. Anh ấy đối đầu trực diện với bố mình như vậy thì chắc chắn sẽ bị thiệt. Đỗ Bá Đào là người tàn nhẫn độc ác, hơn nữa có thù tất báo nếu không thì tập đoàn đỗ thị cũng sẽ không phát triển lớn mạnh như vậy đỗ tình tuyết biết tổng tính cách và cách làm việc của bố mình đó là kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm bây giờ tiêu chính văn mạnh miệng như vậy chắc chắn bố mình sẽ nghĩ cách để xử lý anh ấy nhưng tiêu chính văn lại nhìn đỗ tình tuyết nói không sao đâu tôi có thể tự giải quyết được đỗ tình tuyết nghe thấy thế thì ngạc nhiên còn đỗ bá đào thì sầm mặt xuống nhìn tiêu chính văn với ánh mắt lạnh lẽo nói nếu đã vậy thì chúng ta cược đi nếu tôi có thể bảo lãnh cho con trai tôi ra khỏi đây thì cậu không những phải dập đầu xin lỗi con tôi xin lỗi nhà họ đỗ mà còn phải tự phế bỏ chân tay của mình nếu như tôi không bảo lãnh được thì sẽ không truy cứu chuyện cậu đắc tội nhà họ đỗ và không quan tâm chuyện con trai tôi phạm pháp nữa đỗ bá đào tôi sẽ lập tức rời khỏi tu hà đỗ bá đào nói rất hùng hồn trong mắt người bình thường thì tiêu chính văn thua là cái chắc rồi Đỗ Bá Đào là ai chứ? Đó là chủ tịch của tập đoàn Đỗ thị ở tỉnh đấy. Hơn nữa, vừa nãy tổng tư lệnh hoàng của tổng cục chấp pháp tỉnh đã đích thân hạ lệnh bắt bọn họ thả Đỗ Hạo Hiên ra, thậm chí còn phải bắt tội phạm chủ mưu hãm hại nữa. Với tài lực và mối quan hệ quyền lực này, ai mà cược thì người đó sẽ thua. Vậy nên, rất nhiều người dân vây xem xung quanh và cả các lính tuần đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng thương tiếc và hơi bất đắc dĩ. Nói, này chàng trai, đừng ngược nữa, người ta là nhân vật có máu mặt ở tỉnh, cậu không đấu lại được đâu. Phải đấy, còn sống là còn hy vọng, cậu nhượng bộ đi. Ôi, đúng là người có tiền, có thể tác oai tác quái, có tội cũng có thể bảo lãnh, con trai tôi chỉ đánh nhau thôi mà đã bị bắt mấy ngày rồi. Đối mặt với câu hỏi của mọi người và những lời khuyên giải xuất phát từ lòng tốt, Tiêu Chính Văn cười nhạt, đáp lại luôn, được, theo ý ông nhưng tôi muốn thêm một điều kiện điều kiện gì đỗ bá đảo nhíu mày không ngờ còn có người dám ra điều kiện với ông ta nữa nếu như ông không bảo lãnh được cho đỗ hạo hiên thì phải để đỗ tình tuyết đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn đỗ thị ở tu hà tiêu chính văn nói trong mắt lóe lên tia sáng đỗ tình tuyết ở bên cạnh hơi đứng hình ngoảnh sang nhìn tiêu chính văn với ánh mắt kinh ngạc anh anh nói gì cơ đỗ tình tuyết rất lo lắng trước mặt Đỗ Bá Đào mà Tiêu Chính Văn dám nói những lời như vậy, cô ta lại nhìn sang bố mình, phát hiện ông ta đang nhìn mình với ánh mắt soi mói, khiến cả người cô ta run rẩy. "Được, tôi đồng ý." Đỗ Bá Đào gật đầu đồng ý, khóe miệng còn nở nụ cười lạnh lùng. Bởi vì, trong mắt ông ta, ông ta đã thắng chắc ván cược này. Có tổng tư lệnh hoàng ở tỉnh thì còn chuyện gì không giải quyết được chứ? "Tôi phải nhắc trước cậu một câu, trước khi cậu đến đây" Tổng tư lệnh Hoàng ở tỉnh vừa hạ lệnh cho chúng tôi bảo lãnh Đỗ Hạo Hiên, Đỗ Bá Đảo đầy gọng kính, cười nhạt nói. Tào Lệ Lan ở bên cạnh cũng tỏ vẻ vinh váo, mỉa mai tiêu chính văn không chút kiêng rè, ha ha, thằng nhãi, cậu cứ chờ chết đi. Nhưng không ai ngờ, tiêu chính văn chỉ nói một câu, ồ, vậy hả? Nếu tôi đã đến đây thì kết quả phải thay đổi rồi. Sứt lời, tiêu chính văn lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Hậu Lượng nói tôi đang ở tri cục tùng đào anh có quen tổng tư lệnh hoàng ở tỉnh không lúc này tống hậu lượng ở đầu bên kia điện thoại đang bước ra khỏi tổng cục chấp pháp ngồi vào xe riêng của mình anh ta nhíu mày đáp anh tiêu tôi có quen sao thế xảy ra chuyện gì hà ông ta vừa gọi đến yêu cầu người của tri cục tùng đào thả đỗ hạo hiên anh vẫn chưa biết chuyện này sao tiêu chính văn lạnh lùng hỏi tống hậu lượng đang ngồi trong xe cả người run rẩy chán túa ra mồ hôi lạnh. Anh ta biết rất rõ Đỗ Hạo Hiên phạm phải tội gì. Đắc tội với anh Tiêu, còn phạm tội cưỡng hiếp tiểu thư Khương nữa. Đây là tội chết không thể tha. Nếu Tiêu Chính Văn mà truy cứu, đừng nói là Đỗ Hạo Hiên, cho dù là 10 tập đoàn Đỗ Thị thì cũng không đủ. Bây giờ, Tổng tư lệnh Hoàng ở tỉnh lại dám ra mặt giúp tập đoàn Đỗ Thị, thế thì khác gì lao đầu vào hỏng súng. Anh Tiêu, tôi vừa học xong, vẫn chưa nhận được thông báo nhiệm vụ, nhưng anh yên tâm, đây là Tu Hà, cho dù là tổng tư lệnh hoàng khắc trung của tỉnh cũng không thể vươn tay đến tận đây được. Tống Hậu Lượng lập tức tỏ thái độ chính nghĩa. Tuy anh ta và hoàng khắc trung đều là tổng tư lệnh, nhưng một người ở cấp thành phố, một người ở cấp tỉnh, môi trường khác nhau nên cũng tiếp xúc với những người tai to mặt lớn khác nhau. Vậy nên, lúc đội thanh tra tỉnh bình chọn hàng năm, Tống Hậu Lượng đều rất khách sáo với hoàng khắc trung nhưng bây giờ thì khác rồi, ông ta dám yêu cầu người của mình thả Đỗ Hạo Hiên, đúng là tự tìm đường chết. Được, tôi biết rồi, Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, định cúp máy. Nhưng Tống Hậu Lượng lại cuống lên nói, anh Tiêu, tôi đến chi cục tùng đào ngay đây. Ngoài ra, anh tôi là phó tổng tư lệnh làm việc ở cục kiểm tra kỷ luật tỉnh, có cần anh ấy ra mặt điều tra hoàng khắc chung này không? Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp được, vất vả cho các anh rồi nói xong anh cúp máy nhìn đám người đỗ bá đào trước mặt với ánh mắt rửng dưng đỗ bá đào cười lạnh lùng nói nhìn dáng vẻ cậu hình như đang tìm người hả tiêu chính văn chỉ cười khẽ nói đúng vậy nếu chủ tịch đỗ muốn dùng quan hệ thì tôi cũng thử xem đỗ bá đào cười nói thú vị đấy được thôi tôi chờ cậu cậu cứ tìm thoải mái chỉ cần hôm nay cậu tìm được ai khiến tôi tâm phục khẩu phục đỗ bá đảo tôi sẽ rời tu hà ngay lập tức. Đúng lúc này, Tống Hậu Lượng đang ngồi trong xe lập tức gọi điện cho anh trai mình, cuống quyết nói anh cả, xảy ra chuyện rồi. Anh lập tức điều tra Hoàng Khắc Trung đi, đừng hỏi nhiều, đây là lúc anh cách vị trí tổng tư lệnh kiểm tra kỷ luật gần nhất đấy. Lúc này, Tống Quốc Trí ở đầu bên kia điện thoại đang ngồi trong văn phòng phó tổng tư lệnh cục kiểm tra kỷ luật tỉnh giải quyết công việc, nhận được điện thoại của em trai, ông ta cũng giật nảy mình nhíu mày đáp chú nói sao điều tra hoàng khắc trung hậu lượng này chú bị sao đấy chú không biết hoàng khắc trung là người của cục thanh tra tỉnh sao bây giờ chú bảo anh điều tra ông ta sao tống hậu lượng sốt ruột nói ôi anh ơi anh trai ruột thịt của em ơi chẳng phải các anh muốn điều tra hoàng khắc trung từ lâu lắm rồi sao các anh chỉ thiếu mỗi cơ hội bây giờ em nói cho anh biết hoàng khắc trung đã đắc tội một người cực kỳ có máu mặt Người này bây giờ đang rất không vui. Các anh chỉ cần làm việc theo đúng phép công, lập tức điều tra Hoàng Khắc Trung. Bây giờ em phải lập tức đến gặp người kia đây. Người có máu mặt, ai vậy? Có máu mặt đến mức nào? Hơn cả Tổng Tư lệnh Hoàng ở tỉnh Á? Hay là hơn cả trời? Tống Quốc trí nhíu mày nói, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Tống Hậu Lượng ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi đáp, chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc đủ to chưa? có phải còn to hơn cả trời không Audio điện tử võ tấn bền hết tập 14